16 tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu hoành tráng. Tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSAP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Ca sĩ mặt nạ The Masked Singer mùa 2 đón xem sớm nhất tập mới 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Chào mừng tất cả các vị đã đến với The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Với các vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2 do truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Cùng nhau tải ngay siêu ứng dụng giải trí VION để được xem trọn bộ The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Siêu ứng dụng giải trí VION là siêu ứng dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và cùng chúng tôi phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Plan, bia vị chức mở bất ngờ. Và xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và chúng ta cùng nhau dành một tràng pháo tay lớn để chào đón sự xuất hiện của dàn cố vấn. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Bích Phương và một nhân vật vô cùng quen thuộc của chúng ta, đó chính là Tino Thùy Chi. Và ca sĩ Eric. Wow. Hôm nay có Eric No. Chi ơi, dạ. Lần trở lại này với vai trò là cố vấn đầy cảm xúc, có khác gì so với lại lúc mình làm một thí sinh của The Masked Singer hay không? Có chứ ạ. Lần trước em nhìn thấy khán giả em sẽ phải chạy trốn luôn vào nhà vệ sinh hoặc ở đâu đấy. Nhưng bây giờ em nhìn khán giả em đi hiên ngang qua không sao hết. Lần đầu tiên đi vào trường quay mà ngẩng cao đầu đúng không? Đúng ạ. Có Eric như thế nào ạ? Thực sự là em chờ ngày này rất là lâu rồi. Bởi vì em là một fan của The Masked Singer từ mùa 1 và đến mùa 2. Em vẫn đang chờ một cuộc gọi rằng là em sẽ được tham gia, nhưng mà vẫn không được. Nên là em không biết là do em ăn ở không tốt không ta. Vấn đề là chắc là người ta để dành em đấy, làm thí sinh đấy. Dạ. Không, nhưng mà Rick thi là lộ biết lắm. Biết liền. Nó cứ nở là nó là lộ liền. Nếu mà Rick hát bolero thì thế nào nhỉ? Cái sự luyến lấy đó, hát bolero rất đâu, ngọt đâu, hát nha. Hát có bolero mà có nổ thử xem. Chết rồi, nó có vấn đề gì không ta? Hát về gì ta? Phận là con gái chưa là một lần yêu ai. Duyên phận. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. No.
dễ thương. À, thành signature của bạn ấy luôn rồi. Không được á, hay lắm á. Mai sẽ về anh hát quá. Trong thói đời no, cười ra nước mắt no. Mà ngày hôm nay thì lý do gì mà em xuất hiện trong vai trò mới mẻ như thế này? Dù là không được trở thành mascot của năm nay nhưng mà em được gọi là tham gia góp mặt với tư cách là ca sĩ khách mời để hỗ trợ cho một mascot trong chương trình này. Xịn thế. Nhưng mà xí, cho chị hỏi là em biết chắc chắn là mình sẽ hát với mascot nào, nhưng mà em có đoán ra được mascot đó là ai chưa? Em thấy là chương trình giấu kỹ lắm luôn, đến nỗi mà em duyệt mà mọi người để cho em ngồi ở tít đằng kia, còn mascot ở đây là che một cái màn trắng đùng đây này. Ôi trời, không có quá. Cho em gặp mặt luôn. Bảo mật mà. Chúng tôi rất tò mò với sự kết hợp này với lại mascot nào mà có một cỡ đó ha. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn sự hiện diện của Tino, Thị Chi và chào đón sự xuất hiện lần đầu tiên của Eric trong vai trò là cố vấn khách mời nhé. Dạ. Bây giờ thì thông báo cho mọi người biết về chủ đề ngày hôm nay cũng ấn tượng đó. Đó chính là những kỷ niệm bùng nổ về người hâm mộ. Fantastic. Chắc chắn là các cố vấn ở đây thì ai cũng sở hữu một lượng fan hâm mộ hùng hậu rồi. Kỷ niệm chắc là cũng vô số kể. Bây giờ mình chia sẻ cho khán giả được biết những cái kỷ niệm ấn tượng về những người fan của mình đi. Họ đã làm gì cho mình ồ wow và chấn động ạ. Đây, Bích Phương là chắc nhiều kỷ niệm nhất. Ở trong FC của em có một bạn tên là bạn Yến, nhà bạn ở Hải Dương. Mỗi khi mà em đi diễn ở Hà Nội thì bạn lại đi xe từ Hải Dương lên Hà Nội để bạn xem. Bạn cũng hâm mộ em phải được 6-7 năm rồi. Thì từ cái hồi bạn ấy mới có người yêu này, xong rồi đầu kia ôm bụng bầu đi xem, xong cái bế con đi xem, xong rồi một tay bế con, một tay ôm bụng bầu đi xem. Trời. Mỗi khi mà nhắc đến fan là em lại nhớ đến bạn ý, bởi vì là em bé gái đầu tiên của bạn ý đặt tên là Bích Phương. Dạ, em cảm thấy rất là tự hào và rất là đáng yêu. Em cũng có một chị fan ở bên Đức cũng đặt tên con là Tóc Tiên luôn anh. Mà là Angelina Tóc Tiên. Trời sao tôi đẹp dữ vậy em. Đẹp. Mà em bé xinh cực kỳ xinh luôn. Tại vì lâu lắm rồi em mới quay trở lại Đức, là cái lúc mà em gặp thì là lúc đó bạn đang mang bầu. Mấy năm sau quay lại có em bé đó luôn rồi. Đó cũng là một cái trải nghiệm rất là hay luôn. Dễ thương luôn. Cảm thấy biết ơn khi mình... Nói về sinh con đẻ cái thì thật sự là fan tôi cũng sinh con đẻ cái rất là nhiều đó. Và khi mà mình thấy được cái cảnh đó là biết mình đã già rồi ha. À, ngày xưa có một cái bạn ở dưới Cần Thơ, bạn là trưởng fan club của anh á. Xưa là anh đâu có biết Facebook là cái gì đâu. Bạn là người đầu tiên mà làm thành một cái fanpage. Hiện bây giờ là bạn tặng lại cho anh rồi, nó là cái fanpage Trấn Thành hiện giờ luôn á. Trời ơi. Bạn thích anh từ đó rồi sắp xính lấy vợ xong đẻ hai đứa con rồi bây giờ vẫn đi theo mình. Chi sao? Vừa nãy mọi người cũng chia sẻ rất nhiều về việc là các người hâm mộ dành tình cảm cho mình nhiều như nào rồi. Thì chắc chắn là em cũng sẽ có những người yêu mến em suốt mười mấy năm qua rồi. Nhưng mà em muốn chia sẻ một câu chuyện là em cũng là fan ấy. Đấy. Em lại fan kiểu triệt chiêu. Clip TT của bà ấy toàn triệt chiêu thôi. Hồi bé bố em đi công tác ở Trung Quốc. Bố em nói dối để cho em vui là bố sẽ đi gặp anh Triển Chiêu. Thì con có muốn gửi cho anh không? Thế là em nhờ bố em viết một bức thư. Em viết tiếng Việt, xong bố em nhờ anh phiên dịch viết ra, xong là bố em về đưa lại cho em bức thư của anh Triển Chiêu. Thì em rất là vui. Nhưng mà sau đấy em biết là anh phiên dịch viết hộ. Nhiều khi anh Triển Chiêu đấy em ạ. Anh chơi chiêu đúng không? Anh nghe cái câu này từ một cái người tiền bối, đó là danh ca Tuấn Ngọc. Trong một cái chuyến mà hai anh em đi chơi với nhau thì anh Tuấn Ngọc có nói với Thành một câu mà Thành gọi là khắc cốt ghi tâm. Khi bạn làm một nghệ sĩ, đặc biệt là một người nghệ sĩ nổi tiếng, bạn hãy làm nghề cho thật chuẩn, thật chỉnh. Không thôi bạn sẽ có thể làm hại cả một thế hệ. Bởi vì sẽ có rất nhiều người yêu thương bạn và cho cái việc bạn đang làm là đúng, và người ta sẽ học theo. Cho nên là hãy ráng cố gắng làm một nghệ sĩ có tâm với nghề nhất và chuẩn chỉnh nhất để truyền cảm hứng nó cho nhiều người. Bây giờ là kỷ niệm Eric như thế nào? Fan của em thì các bạn ấy là những bạn khá là trung thành với em từ xưa đến giờ. Nhóm fan thì cũng không phải là quá đông, nhưng mà hầu như là show nào các bạn ấy cũng đi với em. Chỉ có duy nhất một lần, lúc đấy là kiểu em òa khóc luôn, bởi vì em không nghĩ rằng là các bạn ấy lại tạo cho em một cái bất ngờ như vậy. Một lần em đến một cái show diễn, bình thường là kiểu hầu như show nào của em các bạn cũng đi. Cuối cùng lúc em tới thì không thấy một ai cả, lúc đấy em cũng hơi hụt hẫng. Đến khi mà em hát gần xong rồi thì các bạn từ bên trong ùa ra và bạn ấy đem cho em một cái bánh kem. Đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng yêu của các em và các bạn. Mình thấy là có rất là nhiều bạn fan hâm mộ là đi sẽ tặng một là gấu này hay là hoa, mà nhiều cái bó hoa rất là to. Mà bây giờ mình biết là giá hoa cũng không có rẻ. Mắc lắm anh. Cho nên mình ý kiến vậy đi. Thí dụ lỡ lần sau quý vị mà có thương nghệ sĩ á, thí dụ fan của Trấn Thành hay trêu á, thí dụ có thương tặng tặng bông nữa, về rồi cũng không biết để đâu, mà cũng tốn tiền mà đúng không. Bây giờ mua cho hộ bánh mì. Lên mình tặng hộp xôi. Cơm tấm. Cơm tấm. Bún bò. Tặng vui nữa. Kiểu vậy, đúng không? Cái này đúng thiệt nha. Hôm bữa là em vừa mới nói fan em y chang vậy luôn. Đó. Vừa rồi tôi đã tặng em món quà chấn động. Cái gì? Cái gói quà bự như là mấy đứa nhà hùng tiền lại, có tạp về, nước rửa chén.
bao tay rửa chén. Anh là một cái người rất thích được vật dụng gia đình. Em ơi, em mà tặng anh một cái khăn giấy mà lau hoài nó không bị rách á, anh mê cái đó lắm. Nhưng mà anh, fan anh mà tặng anh như nó là đang ẩn ý trong đó đó. Thì từ ngày xưa tụi nó gọi là anh bắp, bây giờ nó đâu gọi anh bắp nữa. Gọi là gì? Gọi là tỷ với lại công chúa. Trời ơi, trời. Cảm ơn hội đồng cố vấn rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những câu chuyện thú vị về những mascot chúng ta, để xem là fan hâm mộ, thậm chí anti-fan họ như thế nào nữa kìa. Đúng rồi. Rồi bây giờ xin mời hội đồng cố vấn về vị trí ạ. À, và thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 tiết mục của 6 nghệ sĩ lần lượt trình diễn. Khán giả và hội đồng cố vấn sẽ bình chọn cho nghệ sĩ mà họ yêu thích nhất, và dĩ nhiên có một nghệ sĩ phải lộ diện. Và ngày hôm nay với chủ đề là fan thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những điều bất ngờ. Điều bất ngờ đầu tiên đến từ vị trí của hội đồng cố vấn. Lần đầu tiên đông người như vậy, 5 cố vấn lận, nên vì thế chúng tôi sẽ có món quà bất ngờ dành cho các bạn. Phía trước mặt mọi người đang có món quà đó ạ. Đâu ạ? Ly nước ạ? Một chiếc hộp. Tôi đoán bánh trung thu. Không phải à, chủ đề nó phải là chủ đề ẩm thực. Fan mà. À fan à. Tâm thư. Một tâm thư tùy theo ý trời. Chúng ta sẽ lựa chọn xem mascot nào xuất hiện đầu tiên. À. Bằng ủa? Cách bốc thăm trúng thưởng. Ồ. Ôi, mình là người quyết định, Trời ơi, sao chiền gái cho chị bốc trước. Đây em ơi, của em một lá trước đi. Không biết em được bốc không ta? Ban đầu chắc là em cũng tò mò được bốc. Phiếu của em, phiếu của anh Hoài Sa đó. Đó. Đưa anh Hoài Sa một phiếu đi. Dạ đây anh Sa luôn, mình chọn anh Sa. Ngẫu nhiên. Dạ rồi, từ từ. Để xem nhân vật nào phát đầu tiên. Áp lực lắm đó. Áp lực nha. Chuẩn bị ạ. Đây là ý trời nha. 1 2 3 Hippo Happy. Hippo Happy. Trời ơi. Là tất cả các thăm giống nhau. Giống nhau. Thật là duyên phận rồi mọi người ạ. À, ngẫu nhiên quá. Cái này chắc là em xin bài đó chứ ai á. Thưa quý vị, quả là ý trời. Tất cả các thăm đều gọi tên Hippo Happy. Nhìn cái là thấy Noel tới liền luôn anh. Đẹp quá. À, Hippo ơi, cho mình hỏi là tại sao hôm nay bạn đỏ và lấp lánh như thế? Dạ, tại vì á, con rất là mong cái phiếu bốc thăm mọi người sẽ bốc vào người khác. Nên con mong muốn có mặc bộ đỏ. Nhưng mà nhờ năm ban cố vấn nên con có đỏ cả người cũng không thể đấu lại năm ban cố vấn được. Trời, đổ tại. Cái này là tại ban tổ chức MC sắp đặt đó. Ủa chú hả? Mọi người ơi, đây là lá thăm rất ngẫu nhiên. Không có một cái thăm thứ hai để bóc nha, mà ngẫu nhiên nha. Ok, chúng ta hãy hiểu như vậy. Hippo ơi. Dạ. Sau vài vòng thi về cũng có đọc comment khán giả không? Dạ, con đọc quá trời luôn. Mọi người bảo con là mascot xấu nhất chương trình. Mascot xấu nhất chương trình. Thương á, xấu nhất chương trình à. Nhưng có ai chê giọng hát chưa? Chắc là con chưa đọc tới hay sao á. Toàn khen không à. Thế hả? À mọi người còn chê mua con giày nữa. Nên hôm nay con tô luôn cái môi này cho mọi người nhìn cái môi thôi luôn ấy. Cái đó là điểm nhấn của con đó, signature đó. Hình như là con thấy cái môi này là hợp ví với con á. Môi này là môi phong thủy con ơi. Dạ. Và ngày hôm nay để xem là kỷ niệm về fan là như thế nào, xin mời đoạn clip đầu tiên ạ. Em chị cộng năng lực bằng nổi tiếng. Con đã làm đúng công thức mà sao kết quả nó lại ghê á. Bolero bùm chát bùm bùm bùm. Trái tim này mắt môi này chúc cho người hào hay. Các hãng Mỹ đều từ chối phát hành ca khúc đầu tay của con. Giờ thì về làm người bình thường,
là đi ra đường không cần tô son màu hương. Ủa? Nghe bài hát ở đâu quen quen? Ủa? Là bài hát của mình chứ ai? Con không thể ngờ là các bạn yêu mến bài hát của con và nhận ra con. Và thế là con đã có buổi ọt fan đầu tiên. Thế nhưng buổi ọt fan đầu đời của con tan thành mây khói. Không lẽ Hà Má rồi lại trở về với đồng lầy hay sao? Không chịu đâu. Hai đồ em Hà Má, hai đồ rất nhiệt tình, chúng em cần ai đồ. Con đã rất xúc động khi các bạn fan vẫn bên cạnh con. Và con thấy là chẳng ai thất bại mãi. Chỉ cần đủ tử tế theo đuổi đam mê, chắc chắn bạn sẽ có những người mê bạn. Hà Mã ơi, cho hỏi một cái nè. Cái buổi ấp fan đầu tiên của bạn á, là có một cơn mưa tầm tã, rồi cái buổi fan diễn ra như thế nào? Hôm đó là con đi biểu diễn, nhưng mà các bạn ở nhau nói là hôm nay Hà Mã biểu diễn ở đây, nên là mọi người ở fan Hà Mã nha. Thì hôm đó con đang biểu diễn, tự nhiên trời mưa to quá trời, xong con quay đi quay lại không thấy ai bên ban tổ chức nữa luôn. Còn mỗi fan của con, thế là bọn con đã ở fan dưới gốc cây cho trời mưa luôn đó hả? Mọi người đáng yêu lắm. Nhưng mà đôi khi đây lại không phải dữ kiện thật đâu. Chị thấy đâu á, chị thấy đâu, chị đừng có nghi ngờ cuộc sống nhiều như vậy. Nói chặt. Người ta ngây thơ trong sáng rồi. Bật niềm tin cho em. Mà bữa đó ngồi lâu không? Khi nào mới tạnh mưa? Dạ không có tạnh mưa luôn. Trời. Là bọn con ở fan được khoảng 5 phút là các bạn khóc quá trời. Xong con kêu là thôi trời mưa quá, có đúng như này ốm hết. Thôi chúng mình hẹn nhau lần khác nha. Là giải tán. Dạ là giải tán đó. Dạ buổi ở fan của con là được có 5 phút đó. Trời ơi, thấy thương vậy. Là ở Sài Gòn hả con? Dạ không phải ở Sài Gòn. Chưa ở đâu? Ở một tỉnh rất là xa. Thôi thì ta nói vậy thôi. Họ fan ở đâu rồi mấy cái người fan mà 5 phút hôm bữa đó lên mạng thì tôi biết ngay là chị mà. Là chết con rồi. Ngoài cái đoạn clip vừa rồi ra, chúng tôi còn thêm một dữ liệu nữa về ấn tượng của Hà Mã với fan mình như thế nào. Xin mời bị đổ đen ạ. Xe đạp. Wow. Cái gì đấy? Ủa? Hình em mà. Phải không? Kìa. Sao tự nhiên tặng hoa cho em vậy? Hay là Hà Mã là fan của Tóc Tiên? Phải không? Ồ. Hà Mã fan Tóc Tiên là chủ luôn rồi á. Không biết là cô Tiên có nhớ không? Hôm đó là con có biểu diễn. Thật ra là cái bạn fan này á, bạn đâu phải đem hoa cho con đâu. Bạn ấy cũng không phải là fan của con luôn. Nhưng mà hôm đó con diễn xong, bạn ấy cảm thấy là con hát rất là tốt. Thế là bạn mới chi cho con một nửa bó hoa đó. Ồ. Cái hoa này thật ra là của người khác à, không phải của con. Trời, cô nổi da gà luôn á, Hà Mã. Ôi, tức là fan của cô Tiên đem hoa tặng cô Tiên. Nhưng mà tình cờ show hôm đó là có Hà Mã này. Chẻ đôi bó hoa ra. Chẻ đôi bó hoa ra để tặng luôn. Dạ. Ồ, đó là một cái điều rất là đáng quý luôn á. Cái quý nhất là còn lại nửa bó bông cho em. Chứ đáng lẽ là luôn cái bó cho bé này. Nhiều khi đổi fan cấp. Nó đổi fan cấp. Những năm vừa qua thì con không có nhiều cơ hội được ra khỏi đầm lầy. Mặc dù các bạn fan nhắn con ra sản phẩm đi, con đi biểu diễn đi, con tham gia game show đi, thì các bạn có thể gặp con nhiều hơn. Nhưng mà cơ hội của con không có nhiều. Nên là cái buổi diễn hôm đó con đã diễn rất là sung. Bởi vì đó là cái lần quay trở lại gần đây nhất của con. Con rất là xúc động khi các bạn vẫn nhớ con, các bạn vẫn ủng hộ cho con. Và cho đến bây giờ thì con cũng rất là cảm ơn chương trình. Bởi vì con có cơ hội được hát cho các bạn fan của con nghe. Không biết luật sư có câu hỏi gì cho đơn luật sư. Bà Chi bữa nay bà giống luật sư thiệt á. Với những cái sự kiện rất là rời rạc như vừa rồi. Bà không có cơ sở.
thì em chỉ chờ để nghe giọng hát này thôi. Ngày hôm nay là một đêm thi vô cùng quan trọng. Vì thế bài hát mà Hà Mãi mang đến cũng sẽ là một big hit. Vừa ra mắt đạt 8 triệu người nghe trong một ngày. Dữ vậy? Một câu hát mà tất cả mọi người đều thuộc. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Một sáng tác của Sơn Tùng, MTB. Chắc ai đó sẽ về. Yeah. Hay á, hay á, hát bài này hay á. Em sẽ
Mời cảm nhận từ Eric ạ. Là thí sinh đầu tiên thể hiện ca khúc trong chương trình cho nên bạn cũng sẽ hơi áp lực đúng không? Dạ không. Ồ vậy hả? Có gì? Tại vì thực ra là lúc đầu Hip Hop Happy hát kiểu hơi thỏ thẻ một xíu thì thực ra bản thân Eric đang mong chờ cái phần phía sau sẽ bung năng lượng nhiều hơn nữa. Bởi vì Eric biết rằng là Hip Hop Happy có một cái giọng quá là tuyệt vời, khả năng thanh nhạc rất là tốt. Chị chia sẻ tí xíu cho Eric, tại vì bạn này bình thường ấy rất nhiều năng lượng. Và trước đây bạn ấy hay bị nhận xét là lúc nào hát cũng chân chỗ nhiều quá. Cho nên là có thể đấy là một cái ý đồ khi mà bạn ấy muốn trở thành một phiên bản trưởng thành hơn bằng cách tiết chế những cái kỹ thuật, những cái sự chân chỗ đấy. Đa tạ sư phụ. Vậy là đúng rồi, vậy là biện hộ đúng rồi đúng không? Dạ. Wow, luật sư biện hộ hữu hiệu. Xin cảm ơn ạ. Một like cho luật sư bên phải. Xin mời luật sư. Ủa em cũng được làm luật sư luôn à? Làm luật sư luôn. Nhân chứng không? Em là nhân chứng đã chứng kiến cái sự thể hiện của Hà Mã từ những vòng đầu cho đến bây giờ. Thì em thấy Hà Mã là một người luôn nhận được lời khen về chuyện mà làm mới một ca khúc mà đã phát hành rồi dưới một cái phiên bản rất là khác biệt. Tuy nhiên đi đến vòng này thì cái mà Phương cảm thấy muốn nhất đấy là nếu như mà có được vào sâu ở trong những vòng sau thì Hà Mã sẽ có những ca khúc riêng của Hà Mã để mình không bị cái áp lực là phải làm mới bài hát hay là mình phải làm sao cho nó khác cái phiên bản gốc. Và Phương tin rằng là nếu như mà Hà Mã có một ca khúc riêng cho mình thì Hà Mã sẽ tỏa sáng một cái ánh sáng rực rỡ nhất. Yeah. Thế là con phải kêu gọi. Đúng rồi. Mọi người bình chọn để nếu mà con được vòng sau á, con chắc là sẽ có bài mới thôi. Có bài mới không? Có bài mới không? Phải có bài mới nha. Xin mời chị. Mời, xin mời luật sư ạ. Kính thưa thực ra ngay từ đầu khi mà Eric nói về những cảm giác Eric thì chị cảm thấy rất là đúng. Nhưng mà sau đấy thì chị nghĩ rằng là bởi vì chị đã đứng ở đấy rồi nên chị biết là cái áp lực của cái việc tìm bài ấy trong cả một cái hành trình như này nó vô cùng khó. Làm sao để mình khác biệt, mình phải hay hơn, mình phải giữ được cái riêng. Tức có rất nhiều thứ mà mình phải làm trong một bài hát thôi. Thì ngay khi chị thấy bài này thì có thể sẽ không phải là cái bùng nổ của Mã Đầm Lầy. Mã Đầm Lầy. Nghe cái tên, nghe rất tên là sần sùi quá. Rất là anh chị nhỉ. Mã Đầm Lầy. Bởi vì sao mà em gọi là Mã Đầm Lầy? Vì em cảm thấy là Mã Đầm Lầy có một cái gì đấy đang chưa thực sự tự tin là mặc dù trong Mã Đầm Lầy có đủ công cụ để mà mình có thể bứt ra. Chị có nghe rất nhiều người nhắc đến tên bạn trong những cái cuộc gặp, trong những cái cuộc đi hát. Nên chị nghĩ rằng là cái tiếng tăm của Mã Đầm Lầy nó chưa được tỏa thật là xa. Nhưng với trong cái khu vực mà bạn đã làm việc thì bạn đã có một cái tiếng vang rất là tốt rồi. Cái này là chính con cũng không biết luôn. Thì đúng rồi, thì con nói sau lưng mà. Anh Hành thì sao ạ? Mình nghĩ là Hà Mã nên sử dụng những cái gì đúng nghĩa ông trời cho Hà Mã. Tại vì những cái quảng cao của Hà Mã không phải ai cũng có thể làm được cái chuyện của mình làm đâu. Cho nên nó có ai mà nói cái gì Hà Mã chỉ biết sử dụng quảng cao thì nó ủa nhà tôi có cái gì thì tôi bán cái đó. Anh muốn Hà Mã hãy chiến và hãy làm những gì mà mình cho là mình tốt nhất. Vâng ạ, cảm ơn Nhân Thành ạ. À, xin mời phía luật sư biên hồ có thêm ý kiến ạ. Dạ, chị chỉ muốn quay lại một tí xíu. Trong clip VT nó có hai cái chi tiết mà chị cảm thấy là rất là sâu sắc. Hà Mã nói rằng là chẳng ai thất bại mãi, nhưng mà nếu đánh mất chính mình là thất bại nha. Với lại một cái ý thứ hai, kiên trì cộng năng lực bằng nổi tiếng đúng không?
Mình đừng có đặt nặng cái vế nổi tiếng quá. Tại vì rất nhiều người kiên trì mà có năng lực cũng chưa đạt được tới cái hào quang mà họ mong muốn. Nhưng mà có một điều chị chắc chắn với em luôn, đó là kiên trì cộng với năng lực chắc chắn sẽ được khán giả yêu thương nha. Cho nên là hãy tiếp thu ý kiến của tất cả mọi người. Và chị mong rằng em sẽ tiếp tục tỏa sáng và khán giả sẽ ủng hộ để cho em đi tiếp vào vòng sau. Thiệt, nãy giờ là Hà Mã chắc là tâm lý lắm đúng không? Dạ. Phải tặng Hà Mã một bài hát. Chắc idol sẽ sớm ra về thôi. Trời ơi, thôi đổi rồi. Đổi lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm đi vào thôi. Nó không về đâu. Không phải, trời ơi, ai nói gì vậy đâu. Bây giờ quan trọng là khán giả bình chọn. Các bạn hăng hái lên, cố lên. Mọi người ơi, mọi người có nhớ mã số bình chọn của Hà Mã không? Nhưng mà mình phải nói một câu cuối cùng. Dạ. Với tôi, Hà Mã là một cái giọng hát hay và rất là hiếm có. Cho nên, mọi người yêu thương Hà Mã. Xin mời bị đấu đen ạ. Trời, đi đâu vậy? Và bây giờ là phần xuất hiện của một mascot tiếp theo, đã được chúng tôi nâng cấp một bộ trang phục hoàn toàn mới. Hãy chào đón Cún Tóc Lô. Hai đứa nhỏ đánh follow mà nhìn Cún Tóc Lô y như ly trà sữa trân châu vậy đó. Đẹp quá. Ngày hôm nay Cún Tóc Lô đi event lên đồ hóa mạng. Eric, em thích không? Em thích chưa, tại vì cái áo look rất là đẹp. Và một cái điểm đặc biệt là em cực kỳ thích những cái tiết mục của Cún Tóc Lô trong những vòng vừa qua. Em có xem phải không? Hầu như là các mascot ở trong chương trình này em đều theo dõi. Thì Cún Tóc Lô đối với em là một người em cực kỳ thích. Bởi vì vòng vừa rồi như là thành một cái người khác. Em không nghĩ là ai luôn ý ạ. Nói như kiểu biết người ta là ai rồi đấy. Em với Cần Đức Phúc và có một cái group và bọn em lúc nào cũng tranh cãi là mascot này là ai, mascot này là ai. Nhưng riêng Cún Tóc Lô là thực sự bọn em kiểu tranh cãi rất là nhiều, vì mỗi vòng là bạn em là một người khác ạ. Xong cũng add anh vào cái group đấy để anh làm loạn lên. quay lại manh mối đi à mọi người ơi, coi đoạn clip nhá. Trong cuộc đời một người nghệ sĩ, những kỷ niệm đáng nhớ nhất đó chính là gắn bó với fan của mình. Khi đang trên đà lên đỉnh, Cún đã nhận được rất nhiều sự quan tâm cuồng nhiệt từ fan. Tuy nhiên, điều đó đôi khi lại vượt quá sức tưởng tượng của Cún. Dám từ chối quà tặng hả? Được rồi, từ nay Cún Tóc Lô sẽ trở thành Cún Lóc Show cho mà xem. Nào, đâu có thể ngờ, tích tắc, chỉ vì biến cố mà trong chốc lát cũng như rớt xuống vực thẳm, mọi cánh cửa dường như đều đóng sầm lại. Wow. Nhưng rồi, người đặc biệt lại xuất hiện vào lúc cũng không ngờ nhất. Rồi trở thành một người đồng hành, bạn ấy luôn hỗ trợ Cún trong mọi công việc. Bạn là người Cún luôn tin tưởng trong suốt tận 2 thập kỷ qua. Thật may mắn, và đây đúng nghĩa là fantastic. Yeah. Wow. Hay quá, 2 thập kỷ luôn. Với những gì đã xảy ra, một là quản lý, hai là chồng. Xuất hiện từ fan thành cái người trung thành, từ cái người trung thành thành cái người chung phòng 2 thập kỷ. Nghe cũng hợp lý. Cún ơi, who is that? Ủa, anh hỏi thẳng vậy luôn hả? Dạ. Trời. Đúng như là trong clip này nói đó, là người quản lý. Quản lý nào làm được 2 thập kỷ ta? Dạ, cho hỏi cái người quản lý này có quản lý luôn tài chánh của Cún không ạ?
quản lý luôn cả cuộc đời. Hay vậy ta, nhưng vậy là hay đúng là fantastic luôn. Để mọi người bớt đi xa, chúng tôi mang thêm một dữ liệu nữa. Ok. Xin mời, bị đổ đen. Cái gì vậy? Xấu sàng vậy sao? Chuỗi ngọc trai. Đây là món quà rất là quý. Quá trời quý. Người đó đã tặng cho Cún nhiều nhiều bằng ngọc trai đó. Mà toàn là ngọc trai xịn thôi. Không biết là có phải vì nghĩ rằng là Cún mê trai, mê trai, cho nên là Cún toàn là tặng ngọc trai không? Ờ nhỉ. Nhiều khi đó là một thông điệp đấy. Vậy là họ nuôi trai. Biết đâu nuôi mới có nhiều để kết mà tặng. Mà ngày hôm nay Cún sẽ trình diễn một bài hát vô cùng sôi động. Đó là một bản rock ballad. Ôi, cũng được ạ. Nhắc nhéo MC quá. Bản hit này đã thu về tổng cộng là 110 triệu lượt view trên các nền tảng. Nhiều nữa. Một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình. Hả? Người ấy ạ. Trịnh Thăng Bình mà rock. Không phối rock ballad. À, hết hồn. Ca khúc Người ấy. Gần đúng, đúng chữ rồi, đúng chữ rồi anh. Đó. Người gì? Không biết, không biết. Bản thân mà không biết đâu. Ôi kỳ vậy. Ca khúc vỡ tan, vỡ tan. Đúng chữ gì? À, giống quá. Dặn mình sẽ qua rất mau, tự vui lấp nơi cô đơn sâu, tự khâu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng người bên ai đây thôi. Chẳng phải dài còn như phiền hoa phía trước, dâm gian trong tim vượt được mặt mạnh mẽ vượt mình đáp bước. Bỏ tôi sống do là gì khi ta mới chính là điều diệu kỳ. Những phù phàng này cũng chính khiến ta thêm vững vàng. Không gian đêm nay hãy dừng lại chỉ vì một mình ta thấy. Cảm xúc hôm nay người chính là điều mình đang tìm thấy. Hãy khóc hết nỗi lòng này, xóa hết những nỗi buồn này một lần. Vì ta nỗi đau là từng ngày tự ngờ mình không sao, từng ngày tự dặn mình sẽ qua rất mau, từ vui lấp nỗi cô đơn sâu, từ khâu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng người bên ai đây thôi. Chẳng phải
đi mang theo tiếng cười, để lại những cây đắng u sầu, để tôi khóc với những đêm thâu. Ai đi mang theo tình tôi, mang luôn anh đi mất rồi. Chẳng phải thế đâu. Nỗi đau là từng ngày đưa lưu mình không xa, từng ngày cứ rằng mình sẽ qua rất mau. Từ vui lắm nỗi khổ đớn sâu, từ khâu vá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng người bên ai đây thôi. Chẳng phải tôi. Nỗi đau là từng ngày tự lừa mình không sao, từng ngày tự dặn mình sẽ qua rất mau. Từ vui lớn nơi cô đơn sâu, từ không phá con tim vốn đang nhiều niềm đau. Giờ còn lại gì ngoài đôi môi nồng nàn dịu dàng người bên ai đây thôi. Chẳng phải vâng thưa quý vị, ca khúc Vỡ Tan đã khiến cho tất cả khán giả tại trường quay tim vỡ tan theo qua giọng hát của Cuốn Tóc Lô ạ. Xin mời nhận xét từ hội đồng cố vấn ạ. Thành luôn dành cho Cuốn một cái tình cảm đặc biệt, là bởi vì mình thấy là Cuốn luôn luôn thích hát những bài có nội tâm sâu sắc. Mình nghĩ nó là cái bài mà Cuốn thích hát để mà trình bày, chứ không phải là cái bài mà Cuốn nên hát. Nó có thể không đạt được cái kết quả ngoài mong đợi, nhưng ít ra nó sẽ đạt được một cái kết quả rất là phù hợp với cái mà họ có thể chấp nhận được. Và mình tin Cuốn phải là một người yêu rất là nồng nàn thì mới hát bài hát hay được như thế. Cảm ơn Thành rất nhiều. Bài hát này phải nói là một bài hát rất hay của Trịnh Thanh Bình. Mặc dù mình chưa được gặp bạn ấy, dạ, nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy là bài này anh Hoài Sa đã lên key 2 lần. Đúng. Mỗi lần là 3 key, tức là từ điệp khúc lần đầu cho đến điệp khúc của lần cuối cùng nó cách nhau là 6 key. Ồ, hàng chi ban đầu em nghe là em thấy hình như hơi thấp so với không phải, chị đó Cuốn. Là cái cố tình. Hơn thì đó, cái lúc mà lên mình mới thấy là à, coi như là thấm đẫm luôn cái nội dung của bài này luôn. Ngay từ những cái không gian đầu tiên mà âm nhạc vang lên, em đã cảm thấy cái gì nó rất là huyền bí. Nhưng mà khi mà chị Cuốn Tóc Lô có hát lên thì em có cảm giác như là một hàng lựu đạn nó ở trên đầu. Trời gì dữ vậy? Mọi người tưởng tượng, tức là âm thanh nó đang bao trùm thế này, tự nhiên có một hàng lựu đạn ở giữa, dầm 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 dầm. Chị ơi, hồi nãy là mã đầm lầy, bây giờ là cuốn lựu đạn. Nữ hoàng ngôn ngữ ở đây nha mọi người. Tức là cái giọng của chị Cuốn Tóc Lô từng chữ một nó nền, nó rền, nó đánh, nó đay vào từng cái tế bào của em như sấm rền, đúng không? Đúng như sấm rền, như lúc ấy chị em mình nhìn nghe thấy đấy. Giọng hát hay là một chuyện, nhưng mà cái chuyện kết hợp với nhau để mà nhạc vừa hay, bè hay, bài hát hay, tất cả mọi thứ nó trộn lại thì nó không tạo cho mình cái cảm giác là bị wow sốc, tức là nhảy một phát lên một cái tông cao, nhưng nó làm tiến trình làm cho mình cảm giác bị ép tim ấy, cứ lên từ từ, lên từ từ, lên từ từ, thì cảm xúc đấy em cảm thấy rất là đã. Ép phê. Phê, thực sự phê. Em cảm ơn chị Minh. Cảm ơn tí nào, yêu tí nào nhiều lắm. Từ cái lúc mà chị Cuốn Tóc Lô cất giọng hát lên là thực sự là kiểu da gà em là nổi hết cả lên luôn.
Vì giọng hát của chị phải nói là quá là cảm xúc. Từng cái nấc, cái nghẹn của chị trong cái ca khúc này nó làm cho em kiểu không biết phải làm sao nữa. Thực sự là em rất là yêu thích cái tiết mục lần này của chị. Và em tin rằng là tất cả quý vị khán giả và tất cả ban cố vấn ở đây đã đều được chạm đến cảm xúc mà chị đem đến rồi ạ. Chúc mừng chị. Ngay khi mà chị Cún bắt đầu cái phần trình diễn của mình thì em thấy là ban tổ chức set up ra một sân khấu trông rất là lạnh lẽo, xịt khói, rồi là đèn xung quanh thì màu xanh. Còn mình chị Cún thì làm như là một đốm lửa ở giữa vậy. Nhưng mà khi mà tiếng hát của chị Cún cất lên thì tự nhiên mình cứ thấy ấm dần dần. Tức là trong giọng hát của chị Cún có rất là nhiều cái chất lửa. Lửa ở đây là cái cảm giác giọng hát nó có sức nóng luôn ấy, chứ không phải kiểu dạng như là lửa là cái nhiệt tình của người hát. Và có một cái câu hát chị hát em rất là tâm đắc, ai đi mang theo tình tôi ấy. Tức là mọi thứ chị đang rất cháy, xong tự nhiên chị hát cái câu đấy làm cho em kiểu như tim em nó bị hẫng xuống một nhịp ấy. Cho nên em nghĩ đây là một phần thể hiện rất là thành công của chị Cún Tóc Lâu ngày hôm nay, em rất là thích ạ. Cảm ơn Phương, Phương nói làm cho Cún nổi da gà đấy. Bởi vì là nó chạm vào đúng cái sự mất mát của mình rồi. Cho nên là khi mình hát thì mình đã đặt câu chuyện đó vào cuộc đời. Riêng bài này nhá, chắc là Trấn Thành sẽ dùng cái mối quan hệ thâm tình với nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình, chắc là xin Bình phải tặng cho Cún đi trình diễn ở ngoài luôn. Hợp quá thì còn gì. Thế nhá. Thế nhá. Hứa nhá. Hứa nhá. Anh xin một lít luôn đi. Hả? Để chị Cún hát. Hát từ từ. Hát một show. Tất tiền à. Không biết là ban cố vấn có ai có cái suy nghĩ giống em không. Cứ mỗi lần mà em nghe chị Cún hát á, là em đều có một cái cảm nhận là đây là một minh chứng rất là hùng hồn cho cái câu là learn the rules to break the rules. Tức là tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc học gọi là đầy trong một người chị, và sau đó chị bỏ hết tất cả kỹ thuật thanh nhạc ra đằng bên để chị chơi đùa với giọng hát của chị. Nghe câu nào mình cũng có đầy đủ hết tất cả những cái sự là đỉnh cao của thanh nhạc trong đó hết, nhưng mà nghe nó không có hề bị nặng nề, nó không hề bị trưng trổ hay là khoe mẽ gì cả, mà đều nghe sức nặng trong từng câu hát. Thì đó là cái cảm nhận của em rất rất là mong đợi ở phần trình diễn này, bởi vì em biết cái máu của chị là phải hát rock. Chị rất mê những bài như là I hate myself for loving you. Đó, đó chưa? Đó, cái nữ này nè. Cái nữ sao trẻ đó hả? Lần sau mà ví dụ mà khán giả yêu thương vô vòng trong rồi chị tháo luôn mấy cái lô ra. Trời ơi. Giật vũ hết sức cho em. Đó là cuốn mất lô. Bây giờ lần sau cuốn tóc lô mà chỉ cần mà bước ra mở mang một cái đẩy chiếc xích lô ra thành cuốn xích lô luôn. Quất nhạc lóc cái là chấn động liền. Dành cho đêm concert đi ha. Đó. Trời ơi, hàng trời. Dạ bây giờ lúc chúng ta sẽ kêu gọi khán giả bình chọn cho mình. Xin mời cô Thúc Lô ạ. Cún rất là xúc động và cảm ơn các bạn. Các bạn đã cho Cún cảm giác mình muốn sống, sống dài hơn nữa để hát nhiều hơn nữa. Các bạn yêu Cún nhé. Cún sẽ hết mình, hết mình, hết mình, hết mình. Dạ em thấy là giọng nói của Cún bắt đầu cũng trị dần cái thời gian rồi. Về đó đang dìu Cún vào trong Nguyễn ơi ạ. Và thưa quý vị, một nhân vật kế tiếp mà chúng tôi đã khảo sát trên tất cả những nền tảng thì rất nhiều những comment họ đã rơi nước mắt khi nghe nhân vật này hát qua những bản mashup rất là đặc biệt. Gần đây nhất là Buồn Làm Chi Em ơi và Gian Dở. Chúng ta cùng nhau chào đón Cú Tây Bắc. Em ngồi đây mà em còn nghe thấy cái tiếng len keng từ trong váy của chị Cú luôn á. Trời đất ơi, bữa nay gắn học xoàn kiếm tiếng hay cái hôm gì. Hôm nay đội nón quay thao. Cú ơi, Cú miền nào vậy Cú? Hôm nay Cú xin chào tất cả mọi người. Em chào Cú. Cuối cùng chính xác là Cú miền nào vậy Cú ơi? Dạ, hôm nay là Cú mặc đồ như vậy để cho quý anh chị biết rằng mình phải có một cái gì nó thay đổi nè. Xong đó đó thì mình cũng phải cho người ta biết là hôm nay mình sẽ làm cái gì. Nhìn thấy không? Nón quay thao. Ê, không lẽ hát nhạc quế? Quay thao sao nhạc quế được? Hát nhạc miền Bắc. Ờ hả? Chưa. Thì Cú ơi khoan, mình vô cái giới thiệu hùng hậu quá.
giữ lại bí mật cho em. Ta gài cái khai liền. Hồi cũng vẫn không có gài cứu nhà em, cứu gì không biết nói dối bao giờ cả. Thiệt thà lắm. Nói gì nói đó thôi. Ngày hôm nay chủ đề của mình là về fan. Nên vì thế là bây giờ tụi em sẽ cho hội đồng cố vấn khán giả tìm hiểu thêm về fan của chị Cú như thế nào. Xin mời. Xin chào cả nhà yêu của Cú. Các bạn có khỏe không? Dạo này Cú trẻ mắt chăm chỉ săn mồi quá, nên giờ mới có dịp ngồi xuống để ăn miếng bánh, uống miếng trà và tâm sự với mọi người đây. Kể ra, qua mấy số phát sóng, Cú vẫn còn kiếm mấy em cố vấn nhờ tóc tiền Bích Phương lắm nha. Người ta còn trẻ đẹp như vậy mà cứ kêu Cú bằng cô không à. Giận hết sức giận nè. Không tin đúng không? Để Cú múa dài đường công nghệ cho các em xem. Cú trẻ trung hiện đại như thế nào nha. Hôm nay các fan của Cú bình luận cái gì nè? Cú ơi, Cú còn giữ thỏi vàng kỷ niệm đó không ạ? Thỏi vàng nào ta? À, Cú nhớ rồi, bữa đó Cú vừa diễn xong, có một bạn fan nào đó chạy tới nhét vào tay Cú một cúp vàng, rồi hòa vào đám đông. Cú chạy hỏi quá trời mà không thấy ai nhận, nên Cú dùng thỏi vàng đặc biệt này để làm từ thiện ngay trong hôm đó luôn. Cú ơi, cằm của Cú đẹp lắm, và mình đã làm cái cằm giống y như Cú rồi nè. Ái chà, Cú nhớ chứ, một người đặc biệt của Cú mà. Cú cảm ơn bạn vì tình cảm bạn đã dành cho Cú biết bao nhiêu năm qua nha. Bạn Cú số 2 là không ai số 1 luôn đó. Cú ơi, nhớ đừng uống nước đá nhiều, để giọng Cú luôn trong trẻo và thánh thoát nha Cú ơi. Trời ơi, kêu Cú bỏ gì cũng được, cái nước đá là món khoái khẩu của Cú đó mấy vị ơi. Đó, mấy anh chị thấy Cú rành công nghệ chưa? Nhờ vậy mà Cú mới thấu hiểu cái tình cảm mà mọi người dành cho Cú. Cú đọc hết á, nhưng không có dám trả lời, sợ bị lộ. Ha ha. Thôi, múa may quay cuồng đủ rồi. Anh MC anh sắp nói là đã tới giờ Cú tung manh mối quan trọng nhất rồi đó. Mọi người, hãy nghe rồi cổ võ ra Cú nha. Cổ võ? Cổ võ chứ mà cổ vũ à. Mà biết luôn MC sẽ nói gì? Mà dễ sợ thiệt chứ, ta tỉ uống nước đá rộp rộp. À nha, anh có để ý không? Thường là các bậc tiền bối, và đặc biệt là hát dòng nhạc trữ tình hay nhạc quê hương á, fan họ vừa trung thành này mà còn vừa là hay tặng những cái hiện kim. Hồi nãy tôi nói tặng chỉ vàng là có thiệt lắm anh chị. Ừ, thiệt. Ủa, còn được tặng hẳn một cục vàng to. Nghe chứ cục vàng hơi nhạy cảm anh chị ơi. Nhưng mà sự thiệt đó. Một lượng đó. Nói gì nhiều quá sợ. Nói gì vừa thôi. Với là tặng cây hả? Thiệt hả? Tặng cây. Dạ không phải vậy đâu. Trời ai mà tặng cây dữ vậy? Dạ không có đâu. Không có đâu. Chắc cục thôi. Ở đây liền những cái điều mình nói ra thì là sự thật đó. Hôm đó mình hát xong, mấy người chung quanh cô để mà chụp hình. Khi mình chụp tự nhiên có cái tay đưa ra, nắm vô cái tay mình, nhét vô, xoay qua xoay lại, dở ra mình thấy ô, một cái sợi dây chuyền vàng thật là nặng. Dây chuyền. Trời ơi, tặng xong rồi mà mình không biết ai. Tại vì đứa thì mình cầm mà đông người quá. Thật sự bữa nay nếu mà cái người nào mà đã tặng mình rồi đó thì cho mình có lời cảm ơn thật nhiều. Trời ơi, tôi cũng ước ao gì tôi ra được cái có ai tự nhiên ập tới cái nhét vô tay tôi sợ dây chuyền tôi cảm ơn liền. Trong đời trước giờ là chị có thấy mình đang cầm vàng bị người ta lấy đi chứ bao giờ tặng. Từ xưa tới giờ tôi chỉ thấy tôi chụp chứ còn cổ tôi có tôi mất sợi dây chuyền không. Đó. Ai chà. Đây, em đang háo hức cái vật mà fan tặng Cú nè. À. Xin mời bị đấu đen. Trời ơi, chấn động chiến này, chấn động. Cái này sao mà nói xạo được. Dạ, cái này cũng là chuyện có thiệt đó. Trời đất ơi. Dạ quá. Trời ơi, ngồi xuống nghe anh em ơi, chấn động. Cú cũng xin cảm ơn tất cả những người đã thương Cú. Họ muốn Cú ở một căn nhà lớn hơn, được xây một căn nhà trên một cái miếng đất thật là to. Và người ta tặng cho Cú đất. Ở Việt Nam hả Cú? Ở dưới tỉnh cũng có một người cũng muốn tặng cho Cú nữa. Trời. Nhưng mà Cú nói thiệt là Cú đã từ chối. Tại vì Cú thấy rằng cái món quà này á, nó quá nặng nề với Cú. Thành ra Cú không dám nhận. Cú ơi, MC xè tay bên kia kìa.
Dạ thích lấy đi. Trời ơi, mới nói cú không nhận cái đè tay liền. Dạ, cú cũng chỉ mong nhận được cái tình cảm của những người đã thương yêu cú. Những món quà này nó to lớn quá, cú không dám nhận. Đây một dữ liệu vô cùng quan trọng mà. Cái này ghê quá, chấn động quá. Mày mạnh quá. Em thấy là món quà này là ngoài sức tưởng tượng của em rồi. Bây giờ là đến cái manh mối quan trọng nhất, là bài hát ngày hôm nay của cú mang tới. Hôm nay mọi người thấy là cú có điểm tô thêm một chiếc nón quai thao nha, bông lao nha. Không biết là cú mang tới bài hát như thế nào vậy à, cú he? Hôm nay thì không phải là cú hát một bài đâu, cú hát ba bài nhập lại. Hát sĩ. Mất sắp. Dạo này cú chơi liên khúc không hả? Ít khi nào chơi bài lắm. Mình muốn đọc tên hay là cú giữ bí mật cú ơi? Dạ, tôi giữ bí mật. Giữ bí mật. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với liên khúc. Bí mật của cú Tây Bắc. Để mưa nặng hạt
giỏi quá. Trời ơi, cái tiếng đàn nghe nó não nè. Wow, xin được cảm ơn phần hỗ trợ của diễn viên múa ba lê Kim Thảo, nghệ sĩ Sáo Trúc Khánh Tường và nghệ sĩ đàn bầu Tuệ Hiền. Đặc biệt hơn nữa là phần dàn dựng sân khấu ngày hôm nay, chúng ta có hơn 100 chiếc lồng đèn thổ cẩm đã do ban tổ chức đặt riêng từ Sapa. Wow. Đẹp quá. Wow, đẹp. Nãy không biết Cú có thấy đường hát hay không chứ sân khấu đẹp lắm Cú ơi. Dạ, có thấy mấy cái đèn ở trước mặt với ngoài sau lưng không thấy? Dạ, đẹp lắm luôn á, cái tiết mục hay quá, chấn động thiệt sự. Không hát mà cứ quên hết đường về luôn. Thiệt á, người ở đường về mà ca vậy sao về được về Cú? Về không nổi luôn á. Ca vậy là phải ở lì chứ sao về được. Hay quá, vỗ tay cho Cú mấy anh em ơi. Hay quá. Thực sự em đã cảm thấy rất là choáng ngợp, tại vì đây là một cái khung cảnh cực kỳ thơ mộng, mà khi những cái tiếng sáo, những cái tiếng đàn bầu vang lên cùng với cái chất giọng vô cùng ngọt ngào của chị Cú Tây Bắc, em kiểu bị tan chảy thực sự. Và bản thân em là một người con miền Bắc sống xa nhà, khi mà em nghe những cái bài hát chị Cú Tây Bắc đem đến trong chương trình ngày hôm nay thì thực sự em cảm thấy rất là nhớ mẹ, vì đây đều là những cái bài hát du em ngày xưa mà mẹ em hát dành cho em. Thực sự em phải cảm ơn chị Cú Tây Bắc vì đã đem đến một cái tiết mục cực kỳ cảm xúc trên sân khấu của ca sĩ Mặt Nạ Mùa Hai năm nay. Thực sự cảm ơn chị. Tại vì hồi nãy chị Cú Tây Bắc chị nhất quyết là không tiết lộ tên bài hát, cho nên là ban cố vấn cũng như khán giả rất là tò mò. Và thật sự là chị hát 3 câu của 3 bài là nổi da gà rần rần. Mà nó rất là đã, là bởi vì trong cuối cùng nói chuyện nào đó của hai anh em mình ở hậu trường, Tiên có nhớ tới cái bài Em Tôi, mà mình nói là ôi nếu mà chị hát bài này chắc dữ dội lắm. Thì tự nhiên khi nghe cái bài Em Tôi nổi lên là trời, nói, trời ơi sung sướng cực độ, nghe nó phê thực sự chị ơi. Mà nhất là sự hỗ trợ của tiếng đàn bầu và tiếng sáo. Nghe nó da diết dã man á. Chị Cú là một mascot rất là đặc biệt, như chúng ta cũng thấy là lựa chọn của đa số mascot là những cái ca khúc hit đang nhận được sự ủng hộ của các bạn khán giả trẻ. Tuy nhiên riêng với chị Cú thì em có cảm giác như chị Cú luôn luôn chọn những cái ca khúc mà nó giống như là những cái hidden gem ấy, những cái viên ngọc mà đã bị một lớp bụi thời gian phủ lên rồi. Nó là những cái tác phẩm rất là hay, đến từ dân gian, đến từ những nhạc sĩ gạo cội, nhưng mà đã quá lâu rồi và khán giả trẻ nhiều người không còn biết đến nó nữa. Là chị Cú luôn muốn mang những cái giá trị của những cái người đi trước đến cho những thế hệ trẻ như em được thưởng thức và được trải nghiệm, để biết là âm nhạc Việt Nam rất là hay, rất là đẹp và cần phải được bảo tồn và phát huy. Đây là một điều mà làm cho em cảm thấy rất là kính trọng và rất là biết ơn. Cho đến giây phút này nhịp đập của em đang rất là nhanh, và em đang cố gắng ngồi làm sao đấy để cho mình được trấn tĩnh lại nhất, bởi vì là tất cả những gì mà mình nhìn thấy, mình nghe thấy, mình chạm thấy vào tim của mình, em cảm thấy nó vô cùng tuyệt vời. Và nhiều lúc em nghe xong em ước được mặc lại cái bộ tí nâu của em, đứng ở trên đấy hát một câu thôi cũng được như là năm ngoái của em. Em rất là ghen tị với cái sân khấu ngày hôm nay của chị Cú được dàn dựng như thế, bởi vì là em nhớ tiết mục của em năm ngoái chưa có tiết mục nào được dàn dựng nhiều mà xịn đến như thế. Mình tham quá. Không, nhưng mà em bù lại câu sau đó là em đã được phối rất nhiều bài hát hay rồi. Thì em thấy đấy là một điều tuyệt vời của em, mà ngày hôm nay em lại được nhìn lại cái điều đấy. Với mình, Cú Tây Bắc là một người gìn giữ thời gian. Tất cả những cái gì hay ho nó sẽ luôn luôn có một cái thời gian nhất định để nó lưu hành, rồi sau đó ít nhiều gì cũng sẽ bị một cái lớp bụi che mờ đi để những cái điều mới nó đến. Thì Cú luôn luôn biết cách để mang rượu cũ nhưng mà để vào cái bình mới, làm cho mọi thứ trở nên rất là đặc biệt. Nếu như mà Cú không tham gia chương trình thì sẽ thiếu nhiều cái hay ho để xảy ra lắm. Cảm ơn Cú rất nhiều vì đã có mặt. Bây giờ phỏng vấn về Cú nè, Cú có thể chia sẻ về cái mashup ngày hôm nay mà Cú lựa chọn được không ạ? Dạ, mỗi khi cùng nhau chọn bài thì bao giờ Cú cũng nghĩ rằng Cú sẽ có bài hát hay với phần hòa âm của ban nhạc. Thì cũng chọn rất nhiều bài để làm sao mà cho nó có một cái sự thay đổi và nó phải hợp lý. Và sau đó thì tất cả những cái trách nhiệm nặng nhất để mà đưa từ bài này qua bài kia, phải nói là trách nhiệm của Hoài Sa đã làm cho bài hát quá hay như vậy. Chuyển bài mượt dễ sợ luôn. Tôi nói nếu mà người nước ngoài ta nghe ta tưởng này là một bài đó. Mà phải nói là thế này, năm nay có Cú cái tự nhiên chúng ta được nghe nhiều cái style nhạc khác nhau. Chúng ta được nghe lại những bài tình ca Phạm Duy, cái chúng ta được nghe thêm nhạc có âm hưởng dân gian, và cũng đang rất là chờ đợi Cú. Tôi nói thiệt, bữa nào mà Cú chơi chấn động, Cú hát bài nhạc trẻ tôi cười tới tối luôn. Dạ còn nhiều bài nhạc trẻ Cú thích lắm á.
cứu hơn trẻ mà mọi người, cứu không có cho gọi là cô. Kim Bích Phương kia là tóc bạn em rồi. Sửa từ nay có mỗi anh chưa sửa thôi, bạn em sửa hết lại rồi. Cô cũng xin cảm ơn tất cả những người đã thương cô, cũng như những người đang ngồi đây. Những người này là những người rất là yêu cô và làm cho cô cảm thấy rằng cô phải cố gắng hơn nữa để cô làm một cái gì đó cho mình và cho mọi người càng thương mến mình nhiều hơn. Dạ, khán giả và hội đồng công chứng hãy nhớ bình chọn cho cú với cú pháp cứu tôi Người ở đừng về nha người. Xin mời, vị đấu đen. Mở thẻ VIP tặng cặp vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Who 16 tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu thành trắng. Tinh hoa hội tụ, nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp, đốt cháy sân khấu. Vào tim một đêm duy nhất, The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSHOP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. Vâng quý vị, nhân vật kế tiếp là một nhân vật sẽ trở lại với chúng ta với một diện mạo cũng hoàn toàn mới luôn, đã được cập nhật thêm những loại vũ khí mới trên người. Trời, vũ khí luôn đó. Đó chính là ông Baby. Từng lá tuyết rơi vì khóc cho nơi đây không là lối. Giờ thì chất bê lên nắng phương lên mắt môi nằm say. Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ trông. Khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tim vẫn vương khi đôi ta biệt ly. Giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim không gì. Cái gì vậy? Rồi đi ra loa cái ông nội MC, còn trong khi diễn viên tránh của người ta cái liệng ở ngoài đường mà bác không có thấy đường, bác cứ bò một hồi rồi bác lăn xuống dưới đó. Ta để ý thấy là có những tiểu tiết vừa được thêm vào, như là tiên nãy để ý thấy là có thêm một cái đuôi này, cái nọc này là của bà Tê Giác. Cái gì vậy trời? Chắc chắn của bà Tê Giác, nó không thể nào cong như vậy được. Này hỏi ông này, khi mà ông hát ông có cản trở gì không? Hỏi thật đấy. Em cản trở nhiều thứ lắm, nhưng mà cản trở nhất là nguồn oxy. À đúng rồi. Ông đến giờ phút này thì đã hối hận với con ông chưa? Một trong những bộ trang phục nặng nhất của chúng tôi. Anh ơi, lâu rồi không gặp anh. Thôi. Sao bẻ ngang chủ đề vậy bà? Hello. Đâu có lộ gì đâu mà sao bẻ ngang chủ đề vậy? Mà không có xạo nha. Một nét diễn mà tôi theo không kịp. Ngang quá. Thật thà. Thôi, bây giờ vô đoạn clip đi.
ngày thường xanh lá, à nhầm, xa lánh ông vì họ nghĩ bé có nhiều độc. Ừ, thì bé cũng khá độc đó, nhưng mà là độc thân vui tính nha. Trông bé lúc nào cũng vui vẻ vậy thôi, nhưng thực sự thì âm nhạc chính là bí kíp giúp cho ông baby lúc nào cũng cười tươi mỗi ngày. Vật âm nhạc cũng chính là bí kíp giúp một bạn anti-fan đã lỡ phải lòng của ông trong lúc mà mê tìm khuyết điểm của bé vậy. Có mấy anh lại hiểu mình chịu hy sinh ít nhiều. Dù nhỏ bé vậy thôi, nhưng quyết tâm của bé không nhỏ. Ông sẽ cố gắng từng ngày để mang giọng hát và năng lượng đáng yêu của mình lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên hành tinh này. Đêm nay, trên sân khấu The Mask Singer Việt Nam, bé sẽ tiếp tục làm trao đảo trái tim của khán giả. Chắc chắn mọi người sẽ phải thốt lên Fantastic Our Baby! Yeah! Wow! Ông ơi! Ông ơi ạ! Cái bạn anti-fan đó đó, làm sao mà ông biết được là bạn ấy đã từ anti ông rồi giờ chuyển sang yêu thích ông? À, tại vì lúc mà em không xuất hiện hay là em không đăng status thì bạn anti fan này còn vào nhắn tin cho em bảo là nè, sao không chịu đăng status để tao vào chửi hả? Thế cho nên là em nghĩ rằng là bạn ấy chắc là cũng có thích em đấy. Ừ, thế là suy nghĩ như thế là tích cực đấy. Được. Bây giờ sẽ là hiện vật một dữ liệu nữa. Wow. Xin mời anh nói ạ. Ủa anh kìa, anh coi. Cầm ơi, cầm ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi hoàng thượng. Hoàng thượng. Ông ơi, sao hôm nay mang hoàng thượng ra đây vậy? Đây là của ông hả? Hay là fan tặng? Cái người tặng cho em cái con mèo này ấy là một cái chị fan mà rất là trung thành của em. Chị này có một lần chị ấy tâm sự với em bảo là chị sẽ đi theo em qua mọi nẻo đường của đất nước này và mọi số diễn, và chị sẽ không bao giờ lấy chồng đâu. Đến thời điểm hiện tại nè, có gặp lại nhau hay là có kháng khích hơn ngày xưa hay là có tặng thêm một con mèo nào khác hay không? Bọn em vẫn rất là kháng khích, nhưng mà chị ấy đã lấy chồng và có rất nhiều con. Nhưng mà vẫn hâm mộ, vẫn là fan. Còn cái người mà giữ con mèo thì chắc là chưa. Đoạn clip vừa rồi một sự kiện đầu tiên thôi. Bây giờ bài hát nè, ông sẽ mang đến ca khúc như thế nào ạ? Có gì đặc biệt gì bài hát ngày hôm nay lựa chọn hay không? Có ai ra gắn răng giả trước. Nhưng mà bài hát này nha, đặc biệt nha, là ông sẽ không có hát mình ơn. Và như ta đã biết từ đầu ngày hôm nay, trên vị trí cố vấn có một nhân vật đó. Và phần thi này chúng tôi xin được phép mời sự hỗ trợ của cố vấn khách mời ngày hôm nay, đó là ca sĩ Eric cùng là ông Baby. Thank you.
cho nhau lời sau cuối, hãy được bình yên để rồi biết đâu khi hai màu trên mái. Chết rồi. Wow. Hay quá. Hay. Thấy đoạn cuối là thấy hai bạn gọi ôm nhau thấm thiết là đã biết tiết mục của mình là chạm trái tim rất là nhiều người rồi. Đây, phỏng vấn nhẹ nhẹ, cố vấn Eric lần đầu tiên có một cố vấn xuống đây hỗ trợ cho Mascot luôn. Thì bạn thấy như thế nào về cái tiết mục vừa rồi ạ? Cái điều đầu tiên này chắc có lẽ là em phải cảm ơn chương trình The Masked Singer vì đã cho em có một cái cơ hội để mà được đứng lên sân khấu này. Và một lời cảm ơn tiếp theo em muốn dành cho ông Baby, vì đây là một cái sáng tác mà phải nói là em cực kỳ yêu thích. Và em mong rằng là tiết mục ngày hôm nay mọi người ở đây và mọi người xem The Masked Singer ca sĩ Phan Đạm O2 sẽ thích ạ. Cảm ơn Eric ạ. Và bây giờ trước khi ta đến phần nhận xét từ hội đồng cố vấn thì bây giờ chúng tôi xin phép được nghe ông Baby chia sẻ cảm xúc ra sao khi mà ông Baby viết ca khúc này ạ. Đây là một cái bài hát mà nó gắn với một cái kỷ niệm rất là sâu sắc về người yêu cũ của em. Bạn này thì bình thường là một người rất vui vẻ, lúc nào cũng hài hước. Nhưng thật ra thì bạn này ở trong thâm tâm là một cái người rất là tiêu cực và luôn luôn có một cái suy nghĩ rằng muốn rời khỏi cái cõi đời này. Và khi mà em với bạn
rồi năm 60, biết đâu có duyên thì mình gặp lại. Rồi mai sau có duyên hay gặp lại, vào năm 60 hết thời gian, buồn biết mình. Nhiều khi những cái tổn thương ngày xưa bây giờ hóa ra nó cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua mà thôi. Và chúng ta sẽ có thể ôn lại những kỷ niệm xưa một cách thật là nhẹ nhàng. Và đó chính là cái cảm hứng để em viết nên bài hát này ạ. Hay quá. Khi nghe phần trình diễn của ông là đã rất là xúc động rồi. Ban cố vấn trên này là cũng rưng rưng nước mắt. Và bây giờ nghe thêm câu chuyện mà ông vừa chia sẻ thì mình cảm thấy đây là một cái câu chuyện đẹp và buồn á. Và để viết nên một cái bài hát như thế này thì chắc chắn đây phải là một cô nàng rất rất là sâu sắc. Dạ ông này ông hướng nội nha. Và cái sự sâu sắc này khiến cho mình rất là nể phục em. Mà cái này chị nói gọi là trộm vía đấy nha. Là chắc chắn là có thể khả năng cao trở thành hit. Khán giả ở đây có đồng ý không ạ? Hiểu ạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Nên bài hát là rút ruột rút gan. Mà từ cái trải nghiệm cá nhân của em ra thì chắc chắn nó sẽ chạm được đến rất nhiều người luôn. Chị tin là như vậy đó. Các bạn ơi, tất cả những tác phẩm lỗi lạc trên thế giới đều đến từ câu chuyện cá nhân. Dạ yeah. Khi mà hai bạn ra hòa thanh với nhau, cái giọng hát quyện vào nhau làm rất là nhiều người phải nổi da gà. Thì mình nói thẳng luôn là ông với lại Eric là những cái người ca sĩ trẻ tuổi nhưng mà mình rất là thích. Là tại vì mình thấy hai cái người này cái tư duy âm nhạc rất là văn minh. Và cái người phụ nữ này cũng quá sâu sắc để nghĩ ra một cái câu chuyện rất là điện ảnh. Là mình gặp lại năm 60 nó làm sao. Và đây là hai cái người mà thật sự là mỗi lần hát là rất là chạm. Cho nên là chúc mừng hai bạn. Hy vọng bài này là bài hit. Cảm ơn anh Thành ạ. Lúc đầu thì thật sự em cũng không mường tượng ra là có thể hát bài hát này trong một cái khung cảnh như thế này. Và nó hùng vĩ, nó to lớn hơn là cái tưởng tượng của em rất là nhiều. Cho nên là em xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hay quá, sâu sắc. Khi mà nghe bài hát mà do ông sáng tác thì cái cảm xúc đầu tiên của em có lẽ là em cảm thấy rất là tự hào về người chị em của mình. Tại vì thật ra là cảm xúc hay là câu chuyện thì ai cũng có thôi. Nhưng ai là người sáng tác những cái melody, những cái lời hát là suy nghĩ của mình để mà khán giả chạm được vào. Nó đúng lại rồi. Là một cái chuyện khác. Nói một cách rất nghiêm túc là ông sáng tác rất là hay. Cho nên là sau cái vòng thi này của ông thì chị chỉ muốn động viên ông là em rất là giỏi. Và bản thân em phải tin và phải công nhận cái tài năng của mình vì em rất là tuyệt vời. Vâng ạ, em xin ghi nhớ lời của chị ạ. Với mình muốn nói thêm một chút nữa là ông là một cái người mà có cái khả năng run note rất là tốt. Mà ở Việt Nam á, cái dạng người này rất là hiếm. Đa số những cái người run note á là những cái người đó người ta phải cảm âm rất là giỏi. Cái giai điệu trong đầu họ phát triển rất tốt. Ví dụ như nữ là có ông nè, rồi nam là có Eric. Đó là lý do vì sao mà các bạn thấy là ông có khả năng sáng tác rất là tốt. Sẵn cái điều này mình cũng đang đợi một ngày nào đó mình nghe cái bài mà Eric sáng tác. À. Khi mà bạn ông bước ra là chị đã cảm thấy rất là thích thú, rất là thiện cảm. Còn những câu chuyện bài hát hay thì không bàn cãi. Nhưng mà chị thấy rằng là bạn đã mang đến cho mình một cái động lực. Bạn là một người trẻ. Trẻ đấy. Và bạn ấy sáng tác, bạn ấy dám nói lên cái tình cảm của mình trong những cái câu chuyện tình yêu của mình. Em cũng sáng tác nhưng em chỉ để cho em thôi. Em không dám bộc lộ ra, em không dám nói ra cái câu chuyện đấy. Là sao giấu thế? Giấu đấy ạ. Thì cho người ta nghe đi. Hôm nay ngày hôm nay đây là một minh chứng của việc truyền cảm hứng. Thế có nghĩa là nhờ ông là em sẽ tung ra bài của em đúng không? Thôi nhờ ông biết hay rồi em không tung nữa. Em kể chuyện đấy thôi. À. Cảm ơn ông rất là nhiều với bài hát, giọng hát, cả mọi thứ, ánh sáng, âm thanh, vũ đoàn, tất cả trong một tiết mục tuyệt vời. Tôi cũng đợi sáng tác của Thủy Chi đấy nhá. Vâng ạ, em cảm ơn chị Thủy Chi. Cho em xin chia sẻ một tí xíu về anh Eric. Vâng, rất là cảm ơn anh Eric. Và em nghĩ rằng là bản thân chúng ta hay có những cái tự ti về cái khả năng của bản thân mình. Nhưng mà ngày hôm nay cả hai chúng ta đều vượt nỗi sợ qua một bên và đã cháy hết mình trên sân khấu. Và em rất là vinh dự khi được hát cùng với anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ là có một cặp song ca mới nha anh. Ông Rick. Ông Rick. Thực sự là bây giờ em thật đúng là em cũng xúc động thật. Tại vì khoảng thời gian vừa qua cũng là cái khoảng thời gian mà khá là khó khăn với em.
em cũng rất là ít nhận show, tại vì em cũng không giấu được về việc rằng là em đang dần mất đi cái sự tự tin về giọng hát của mình. Nhưng mà đến một ngày khi mà em nhận được cuộc điện thoại của chương trình thì thực sự là trước đó thì em có một cái sự hoài nghi về một người bạn của mình rồi, nhưng mà bạn ấy nhất quyết bạn ấy không nhận. Nhưng mà em vẫn giữ cái quan điểm của mình, chắc chắn bạn ấy là người đó. Làm sao mà không biết được, đúng không? Thế nên là khi mà em nhận được lời mời này, thực sự là em cũng bỏ qua cái việc là em sợ rằng là em thể hiện không tốt, và em quyết định nhận lời liền luôn. Và em đã khẳng định đấy là con ong, đúng không? Đúng không? Mới gặp nhau lần đầu thôi mà. Ôi. Anh ơi, em thấy chân ong rất là camazun rồi. Tập nào cũng thế. Đúng rồi, ong bộ này rất là nặng. Đang xoắn rồi. Đấy. Nãy giờ nghe tâm sự của Eric với lại ong á, thì thực ra là chị cũng có sự đồng cảm trong đó nha. Tại vì thực ra tụi em đừng nghĩ rằng là chỉ có ca sĩ trẻ tụi em mới hoài nghi về bản thân. Ai cũng bị mà. Ai cũng có. Bên tới bây giờ vẫn sẽ hoài nghi là không biết con đường mình đi tiếp như thế nào, mình có thực sự đủ khả năng hay không, mình có xứng đáng với khán giả hay không. Cho nên cái sự hoài nghi nó là một cái gia vị tất yếu trong cái con đường làm nghề của tụi mình thôi. Cho nên chị mong rằng là những bạn trẻ như là ông hay là Eric, ok, cho phép mình hoài nghi một chút xíu rồi lấy đó làm động lực để mà tiến tới. Bởi vì sự kiên trì này cộng với nỗ lực, cộng với năng lực thì kiểu gì cũng được khán giả yêu thương. Hèn. Vâng ạ. Mà chính vì cái gật đầu của Eric ngày hôm nay mới có một tiết mục bùng nổ với lại ông BB cỡ đó đó. Đúng rồi. Một bài hit mới nữa. Hy vọng hai bạn cứ bình tâm. Cái niềm tin lớn nhất vẫn là niềm tin vào chính bản thân mình. Hãy tin vào những gì hai bạn đang làm. Và tôi nói thẳng với hai bạn là hai bạn hay ho lắm. Thế thôi. Lên tinh thần rồi. Hơi hần rồi. Bây giờ một lần nữa phải chúc mừng một bản hit sắp tới của hai nhân vật là ông và Rick. Xin mời mình đỏ đen hãy dìu cho mau mà. Đó, cả nhúng rồi. Tí vào thở lè lưỡi ra. Cảm ơn anh Eric vì đã toàn ý với ca khúc mới của em. Tình anh em mình chắc chắn là rất bền lâu rồi. Các bạn ơi, để đưa cho gặp lại năm ta 60 nha. Bây giờ sẽ là sự xuất hiện một mascot tiếp theo rất ấm áp, cá tánh, đến từ rừng sâu. Mọi người đoán nó là ai ạ? Ai? Và đó chính xác là bố gấu. Dạ, cho các bạn phép được mượn cây này. Trời ơi. Đây là lúc chúng tôi mong chờ nhất. Nani? Hả? Dạ, chào bố gấu. Chào con. Trời ơi. Chào con mà ông trầm. Dạ, xin giới thiệu lại Thùy Chi và Eric, đây là bố gấu với một diện mạo hoàn toàn mới, rất Việt Nam nha. Rất là Tây Nam Bộ. Dạ. Chiếc nón lá, khăn rằn. Chủ đề ngày hôm nay, chủ đề fan, em rất tò mò. Ngày xưa bố gấu chia sẻ là một lần bị fan cuồng rồi. Oh. Là ném đá cửa sổ đó. Bây giờ có kỷ niệm nào khác hay không? Xin mời hội đồng cố vấn đến với đoạn clip đầu tiên kỷ niệm của bố gấu và fan nha. Xin mời. Bố gấu đã từng sống trong những ngày ấm áp và hạnh phúc bởi những bé fan của mình. Ở thời kỳ đỉnh của Chóp Nhất, gấu nhận được hơn 200 lá thư tay mỗi ngày.
trong đó còn có những lá thư chẳng cần gửi qua bưu điện. Phép của gấu vượt qua hàng ngàn cây số để trao tận tay bố gấu những món quà đáng yêu. Như hũ mật ong này. Fan biết gấu thích mật ong, nhưng với gấu thì tình cảm của fan còn ngọt hơn cả mật nữa. Trở lại với Smart Singer mùa 2, bố gấu rất xúc động và thăng hoa khi thấy tình cảm của khán giả dành cho mình. Gấu sẽ tiếp tục hát bằng cả con tim. Hãy ủng hộ cho bố gấu nha! Vừa rồi là kỷ niệm các món quà phe nhận bố gấu. Và bây giờ không biết là bố gấu mình còn manh mối nào nữa cung cấp cho hoạt động của Bấn không ạ? À? Thời đỉnh của Chop và có rất là nhiều câu chuyện cảm động. Ví dụ một fan ở phương xa. Anh ơi, em rất mơ ước một ngày nào đó em được nhìn thấy anh trực tiếp bằng da bằng thịt. Vì vậy em ước mơ và em sẽ thực hiện bằng được đó là lên thành phố đỗ vào đại học. Để được nhìn thấy bố gấu và gặp bạn ấy đã thành công. Động lực để cho bạn thi đại học. Xin mạn phép hỏi bố gấu, ngoài những tình cảm họ dành cho bố gấu, có những lá thư nào tán tỉnh tỏ tình mà bố gấu cảm thấy cũng có chút rung động nhẹ không? Tán tỉnh thì có lẽ là rất là nhiều, nhưng mình mới chỉ ở mức là rung động và ngôn từ, tại vì mình đâu có biết mặt nhau. Có bao giờ bố gấu phải lòng một cô gái nào là fan hâm mộ của mình chưa? Cái này tự nhị thế. Con mình phải hỏi chứ. Mặt mà chi? Mặt rất ngăn cản, đừng có hỏi chi vậy. Tới nhị thế quá. Thật sự là tại cái thời điểm trước đây, đối với một ca sĩ, dù có thầm thương một cái fan nữ nào của mình thì cũng gọi là tế nhị. Ví dụ như Eric bây giờ mà có bạn fan nữ mà tỏ tình cái thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà hồi xưa thì mình thích ai mình khó dám nói ra. Khó dám nói ra. Cho nên bây giờ cũng không nói. Thế em nghĩ là hồi xưa là chỉ viết thư tay thôi chứ không như giờ công nghệ hiện đại. Đúng rồi. Là gỡ mail. Đó hả? Vừa rồi là một bài chia sẻ về những bức thư tay của những fan hâm mộ. Một dữ liệu là bố gấu là một ca sĩ thần tượng, cũng là tiền bối của chúng ta ngày xưa. Nhưng mà bố gấu ơi, hồi nãy là chị Cú chị nói là chị nhận sổ đỏ, sổ hồng gì luôn đó. Thì không biết là trong cái đường đời nghệ thuật của bố gấu, bố gấu đã từng nhận những món quà gì được gọi là tài sản đáng kể chưa ạ? Đối với bố gấu thì tất cả những cái món quà mà của fan tặng thì bố gấu đều rất là trân trọng và yêu thương. Nhưng cái điều quan trọng nhất nó không nằm về giá trị của món quà mà nó nằm ở tâm huyết mà những fan họ đã dành tặng cho bố gấu. Cảm ơn bố gấu, đây là một câu trả lời của hoa hậu nha. 10 điểm ứng xử. Bố gấu quan trọng giá trị tinh thần hơn. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó nghĩ là bố gấu chắc cũng được tặng cũng giá trị đó mà có. Chưa có chia sẻ được đâu. Nói chung là cũng có nhưng mà thôi mình. Đó thấy chưa? Hỏi hồi là khai. Sao mà không có được? Tại vì cái vùng này là vùng bí mật, mình không giải, mình khai vào đây. Không, em biết là có rất nhiều. Nếu bố gấu thực sự là cái người bố gấu đấy thì bố gấu chính là cái người mà bố gấu. Là bố gấu cũng là... mà một người bạn của em ở bên Tiệp đã bay về Việt Nam chỉ để được gặp bố gấu. Wow. Để ngắm nhìn bố gấu. Wow. Và nghe cái giọng bố gấu. Hay và mà thế. Có thất vọng không? Hay mê. Là à, mê. Gặp xong mê hơn. Ở lại luôn, không về nước nữa. Teaser hấp dẫn đấy. Còn nhận cả ân tình. Ồ là la. Chết rồi. Về cái gì nói nhỏ mà không nghe rõ anh Thành. À, fan tặng cho cả quà, tặng về mặt vật chất lẫn tâm tình. Ân tình, ân tình. Phương này đúng là một cái ví dụ rất là rõ ràng cho việc tam sao thất bản này. Mà cách đó không có một mét nữa mà nó sai câu chuyện rồi. Chỉ mình nhầm thôi. Ngày hôm nay bài hát của gấu mang tới cũng là một bản tình ca luôn. Đấy. Và bản hit này Sương Sương hiện tại đạt 161 triệu lượt view trên YouTube. Với một câu hát mà em nghĩ ở đây ai ai cũng biết hết. Vì anh thương em. À, như thương cây bạc đàn đó. Một bài hát của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc thơ Huỳnh Tuấn Anh, ca khúc được mang tên Vô Cô. Thank you.
gì không? Từng hạt mưa đã gọi tên, anh bỗng thấy thương cây bàng non, thương chiếc bóng cô phòng. Đâu là cô đơn nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàng non. Em nghe gì không?
phiên bản vô cùng đặc biệt đến từ giọng ca của Bố Gấu. Wow, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khích của Bố Gấu ngày hôm nay sau khi trình diễn xong ca khúc Vô Cùng. Em nhảy tưng trên đây. Bố Gấu đúng là vận động viên đu thanh quản nha. Trời ơi, cái nốt gì đâu, hú hồn. Xuất sắc vô cùng. Đúng là vô cùng đó nha, là giống như là không biết hát tới chừng nào mới hết được cái nốt á. Làm sao nó khi Bố Gấu hát á, người ta luôn luôn có một cái cảm giác là thăng hoa. Anh ta cháy hết cái năng lượng mình, ví dụ đổ xăng bao nhiêu là chạy cho hết thôi, kiểu hết xăng đẩy xe về. Tức là luôn luôn phí quá tốc độ. Đó. Toàn đã đến đây, Bố Gấu đã chuẩn bị món quà rất tâm huyết để tặng cho anh Ngô Quyến Huy rồi là ban cố vấn. Nhân cơ hội và ban cố vấn chưa khen mình hết lời là mình phải hối lộ ngay. Dạ. Chuẩn bị sẵn ở đây anh Huy lấy giúp Bố Gấu. Dạ, dạ đây, trong túi à? Wow. Cái gì vậy? Cây vàng non, lá vàng. Lá vàng. Nhưng bây giờ đã hơi già. Một túi thôi, một túi thôi. Bên kia là cái khẩu trang. Eo ơi. Đội mascot rồi vẫn có khẩu trang. Dạ đây, em gửi. Ôi giời. Ôi lá vàng non thật. Ôi, organic nha mọi người. Sao đưa cái lá bé thế này? Ôi thơm nha. Ép cái lá tôi như cái lá suy dinh dưỡng cái này. Đây là lá vàng non như mình ép ở trong vở. À. Cảm ơn Bố Gấu ạ. Theo em nghĩ nha, Bố Gấu rất là được khán giả thương mến cái nhân vật của mình. Cái chuyện hâm mộ nó khác mà cái chuyện thương là nó khác nha. Đối với những cái năm tháng Bố Gấu đi hát, fan không có nghĩa là fan mà đôi khi là friends, đôi khi là brother, đôi khi là những người thân của Bố Gấu. Và có lẽ rằng chính vì điều đó, Bố Gấu may mắn được mọi người dành rất là nhiều tình cảm yêu thương. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you. À, đó gọi là tinh tế tình cảm vậy, hỏi sao không thương. À, xin cô giáo có gì nói không ạ? Em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc bởi vì hôm nay em được nhìn thấy Bố Gấu trong cái diện mạo là một Bố Gấu, tức là nghe cái giọng xong mình cứ tưởng tượng ra khuôn mặt ngày xưa đấy. Ôi ngày xưa luôn ạ. Ngày xưa nhiều ân tình đấy. Ôi ngày xưa mà còn ân tình à? Eo ơi, đấy, sao gây tranh cãi là... đấy. Em lại rất thích những cái sự cứ hơi bồi hồi, nó hơi xúc động từ lúc đầu, từ ngày xưa đã có rồi. Eo ơi, ông này mà tỏ tình chắc run. Đúng rồi ạ. Đúng không? Ấm áp lắm. Ủa sao? Không biết ấm áp sao? Em đoán thế. Nói chuyện nghe tự nhiên thấy có nhiều ẩn ý quá. Đúng ta. Đúng rồi. Ý nhưng mà xí cho em hỏi thiệt nha. Cái chuyện mà bốn gấu con là thiệt không? Mà Bố Gấu là Bố Gấu có lập gia đình chưa ạ? Ê dị xem tư quá. Em ơi, em cố vấn chứ không phải thẩm vấn, em ơi, không được làm vậy. Không, tại vì chị Tiên hỏi đấy là có lý do và em thấy hợp lý. Bởi vì là nếu mà em không biết tình trạng hôn nhân của Bố Gấu thực sự là như nào thì mình sẽ hay đưa vào những cái ân tình uẩn khúc ngày xưa nó không hay. Làm cái chuyện bây giờ làm rõ ba mặt một lời. Bố Gấu ơi, tôi hỏi Bố Gấu đã có một mối quan hệ nào trước đó với Thùy Chi chưa? Không, chết. Phải hỏi, tôi làm rõ chuyện với em hôm nay. Cái điều này Bố Gấu khẳng định luôn. Bố Gấu không biết là Thùy Chi có yêu Bố Gấu không, nhưng Bố Gấu rất là yêu. Yêu cái âm nhạc của Thùy Chi. Bố Gấu rất là yêu cái âm nhạc của Thùy Chi. Mà lại hoa hậu thân thiện. Lại hoa thân thiện rồi. Thì hoa hậu mới đúng. Bố Gấu chắc là chơi đá banh giỏi lắm, truyền mượt quá. Không, nhưng mà chơi câu này. Bố Gấu không biết thì chị có yêu Bố Gấu không, nhưng Bố Gấu yêu âm nhạc. Tức là đặt cái vế mình là yêu âm nhạc của mình thôi, còn mình yêu người ta. Đó. Thao túng, thao túng. Thao túng tâm lý, thả thính lung tung. Đâm ra là câu hỏi của chị Tiên là em cũng hợp lý đúng không? Hỏi, đúng. Để mình cùng biết mình tém tém lại còn thôi thì là đó, mình có thể mình phải bung ra chứ. Ừ, bung ra. Ông nói thật là yêu giọng hát của Thùy Chi vô cùng. I love your voice. I love your voice. 사랑해 좋아해 천스럽지만 anh bảo anh thích do voi. Em biết rồi. Không, thích em là do con voi. À, do anh voi à? Do con voi bản đô, hiểu không?
anh truyền đi xa hơn nữa. Không phải, tại vì tôi thấy cái chuyện này gian gian xíu xíu mập mờ kiểu gì ấy. Thấy cái mối quan hệ này bắt đầu là có những ẩn khúc rồi, mà bây giờ mình khai thác sâu thêm rồi, hy vọng là nó không ảnh hưởng đến một số gia đình. Thôi, không nên bàn sâu. Thôi, đúng rồi. Mỗi khi mà em nghe bố gấu hát thì giống như kiểu là anh rất là hạnh phúc, anh tận hưởng sân khấu lắm, mọi yếu tố khác nó không còn quan trọng nữa. Cái quan trọng nhất là tôi đứng ở đây và tôi mang những cái tiếng hát hay nhất đến để cho tất cả mọi người. Em thì rất là thích chuyện đấy ở bố gấu. Em biết không Phương, để tập trung hơn trên sân khấu thì em chỉ cần bớt chơi game và thức khuya lại là em có thể tập trung được, em hiểu không Phương? Không này, nhưng mà Phương bảo là cuốn và bố gấu hát là có cảm giác bồi hồi không? Thực ra là Tiên Tính đệm thêm câu là có cảm giác đó là người con của Hà Nội nha. À, Hà Nội à? Là đúng. Thế là những người là sao Xuyến à? Đấy, đúng không? À, thế người con của Hà Nội ơi, hôm nay ngồi ở đây nghe trực tiếp bố gấu hát thì em nói thật rằng là em gọi là chắc định trong đầu rằng là bố gấu là ai rồi. Thực chắc sự định là như thế. Tại vì là em gần như em không có hoài nghi gì cả. Âm nhạc của bố gấu ở ngoài đời thì cũng là lớn lên cùng với thanh xuân của em. Ngày hôm nay đây là lần đầu tiên mà em được nghe live. Phải nói rằng là em rất là ngưỡng mộ bố gấu. Và em nghĩ rằng là khi mà khán giả ở nhà hay khán giả ở trường quay ở đây nghe, mọi người cũng sẽ cảm thấy rằng là bố gấu đã đặt rất nhiều những cái cảm xúc, cái câu chuyện của mình thông qua bài hát. Và em mong rằng là bố gấu sẽ đi thật sâu trong chương trình này. Vâng ạ, xin được cảm ơn hoàn toàn cố vấn. Và đây lúc mà bố gấu sẽ kêu gọi khán giả bình chọn cho mình, bởi vì ngày hôm nay là một đêm thi quan trọng. Xin mời bố gấu ạ. Tất cả quý vị và các bạn thì bố gấu xin hỏi nhỏ một câu thôi, các bạn có yêu thương bố gấu không ạ? Có yêu thương không ạ? I love you. Và các bạn hãy bình chọn cho bố gấu nhé. Đây, giấu gì thì giấu, mà cái kỹ năng mà sân khấu là không giấu được. Kỹ năng kêu gọi fan nữ. Ờ, yêu anh không? Mọi người say yeah. Mọi người nói gì? Ôi dồi ôi. Xin mời bị đấu đang hãy đưa bố gấu vào trong nghỉ ngơi ạ. Nhân vật cuối cùng sẽ đến từ bảng đấu mà chúng tôi ở những tuần trước hay gọi là bảng đấu của những đại gia. Bởi vì khi nhân vật này xuất hiện thì không quà cũng bánh, không đồ này cũng đồ kia, cũng kiếm cái gì đó tặng. Thậm chí là những con gấu bông trên người cũng tặng nốt. Và ngày hôm nay thì nghe đâu anh ấy vừa mới có một chuyến lưu diễn nước ngoài về. Xin chào đón Voi Bản Đôn. Yeah. Ủa sao ngày hôm nay là quà đến chúng tôi hay sao ạ? Tôi vừa mới kiếm được mấy quả sầu riêng ngon ơi là ngon. Thế nên là bây giờ muốn tặng anh bắt đẹp trai một quả sầu riêng. Wow. Một quả to nhất nha. Để Voi lựa xem. Yes sir. Ôi cảm ơn Voi. Tặng sầu riêng thiệt á hả? Hả? Nó tặng trên nó tặng cho anh xin quả nhỏ nhất thôi. Sao anh cứ hay được những thứ nhỏ nhất? Nhưng mọi người nhớ là khoảng 2-3 ngày sau mới ăn nhá. Ê thơm. Thơm. Có khi nào đây cũng là một manh mối mà vô mang tới không? Tôi cũng lo lo chủ đề về fan của fan Thái hay không? Ồ, oh, ồ, oh, yeah, yeah. Xin mời ạ. Hi, hi, hi. Tớ là chú Voi yêu những điều mới mẻ và thú vị. Vậy mà tình yêu của Voi dành cho fan chẳng hề lung lay và thay đổi luôn. Voi đã vào nghề được hai là cái từ của ai quen quá. Trời ơi, dễ gì. Không có nói đâu, Điều mới mẻ ở chỗ là ngày nào Voi cũng nhận được những điều bất ngờ từ fans dành cho Voi luôn. Voi luôn thấy hạnh phúc và trân trọng từng món quà hay những kỷ niệm cùng fans.
Nhưng mà có một lần nha, Voi nhận được một lá thư vô cùng khó xử luôn. Anh Voi à, em đang đứng giữa quyết định dừng lại việc học để kiếm tiền phụ gia đình hay là tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Vì đóng học phí lúc này quá khó khăn đối với em. Voi cũng từng trông chênh khi đứng giữa những quyết định như thế. Nhưng tương lai thế nào thì sẽ phụ thuộc vào chính hiện tại. Voi muốn giúp bạn một khoản chi phí nho nhỏ để bạn có thể đi học và thực hiện tiếp những giấc mơ. Bạn đã truyền cảm hứng cho tôi trong khoảng thời gian tôi khó khăn nhất. Số tiền đóng học phí năm ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi. Giờ tôi có thể giúp đỡ được nhiều người khác. Cảm ơn Voi. Những điều tử tế và chân thành sẽ từ trái tim đến với trái tim. Giống như mỗi lần Voi đứng trên sân khấu, khi cầm mic trên tay, Voi lại được sưởi ấm bằng trái tim của khán giả. Cảm ơn và Voi yêu các bạn nhiều lắm. Love you. Wow. Dễ thương quá. Wow. Đây là một kỷ niệm rất là đẹp với Voi và fan, là từ một sự giúp đỡ của Voi thì bạn ấy đã có thể thắp sáng ước mơ của mình, và sau đó là một cái kết rất có hậu. Bạn ấy đã thành công và giúp đỡ nhiều người khác, đúng không Voi? Mà hiện tại bạn và bạn fan này còn giữ lạc với nhau hay không? Lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là bạn ấy sẽ gặp mình sau một cái quãng thời gian rất dài như thế. Nhưng mà bạn ấy nhắn tin giúp cho mình thì bạn ấy muốn gặp mình ở bên ngoài. Và bạn ấy đã cảm ơn mình, và Voi cảm thấy là mình đã làm được một điều nho nhỏ dành cho fans của mình. Và các bạn ấy đã nhớ tới Voi và đã yêu thương Voi nhiều hơn thế này nữa. Nhưng mà ngoài cái manh mối này ra thì mình có một cái manh mối nào về hiện vật hay không? Trời ơi, Voi đã chuẩn bị sẵn chiếc túi diệu kỳ của Voi. Mở ra, tăng tăng. Tăng tăng, bên trong có cái gì? Có cái tăng tăng. Tăng tăng. Xin chào quý vị, đây là Voi bản đơn thư lưu ký. Anh có thể lật giúp Voi được không? Em cứ diễn giải đi, anh sẽ lật theo em. Từ từ thôi. Đã làm gì đâu? Đã làm gì đâu mà không từ từ. Rồi, rất kêu, rất kêu. Một, đúng rồi. Đây là một bạn fan bạn ơi. Đã chụp hình của mấy cả Voi ngay từ vòng đầu tiên này. Tiếp tục đi ạ. Ai mà mặt giống gì chi thế? Ủa, chị đi đâu đấy ạ? Đâu? Đi sang luôn. Đó, đây là vòng thứ hai của Voi này mọi người ơi. Lại thêm một fan nữa. Cũng cùng một người. Dạ đúng rồi, chính xác. Đây là cùng một người. Đó, chia sẻ với mọi người một câu chuyện. Đã có một cô bé fans cực kỳ yêu quý Voi luôn. Show nào của Voi cô ấy cũng đi. Từ những ngày đầu tiên Voi bắt đầu bước vào sự nghiệp, mỗi lần cô ấy đi cô sẽ chụp một tấm hình cùng Voi. Và sẽ nhờ Voi là ký tên lên trên đấy. Và vào một cái ngày gần đây nhất, tôi đã gửi cho Voi một quyển sổ. Tôi ghi lại những cái khoảnh khắc gặp Voi, những cái lúc mà Voi thăng hoa ở trên sân khấu, cô ấy đều chụp lại. Và nếu như mà em ở nhà mà em có xem được cái clip này thì em đừng khoe nhá, đừng khoe nhá. Đừng khoe với ai là mình đã từng chụp như thế, là lộ hết cả da đấy mọi người á. Không được, không được. Chỉ là bây giờ mình chia sẻ thôi. Và đấy là một trong những cái điều mà Voi cảm thấy Voi hạnh phúc khi mà đi diễn, được nhiều fans đi theo. Và đây là một cái kỷ niệm mà mình không bao giờ mình có thể quên được. Cảm ơn cô bé rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương Voi. À, một bạn fan đi cùng Voi đến chân trời cuối đất luôn. Tất cả những show diễn của Voi dù ở nước ngoài hay là trong nước đều có bạn ấy xuất hiện hết. Đâu có. Nước ngoài thì không. Cái đó hơi lố đó. Chị hay nói lố quá. Lố quá. À, tôi là luật sư của em đó, Voi à. Tôi bảo vệ cho em đó. Và bây giờ thì đến ca khúc ngày hôm nay mà do lựa chọn. Mọi người còn nhớ bài hát những gọi là bản hit quốc dân gần đây đi. Hit không? Chúng tôi thống kê trên các nền tảng về âm nhạc thì hiện tại ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng đã đạt được khoảng 140 triệu lượt view. Wow. Trời ơi, dữ dội vậy ta. Bạn hiếp tôi. Và một câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ nữa, đó chính là cha đẻ của khúc này. Một lần tình cờ mà anh ấy đã nghe được bài hát của Voi và rất là hạnh phúc. Theo biên tập rip cho em thì là thông trước cho an toàn. Tác giả đang lái xe và nghe giọng hát của Voi là phải lập tức tấp vô để mà nghe hết trọn về bài hát này. Và vô cùng hạnh phúc khi được nghe giọng hát của Voi. Và cô rơi nước mắt vì xúc động với giọng hát của Voi. Dạ, đoạn này thì biên tập không có rip.
quá trời em. Quá mỏi mệt đấy. Và ngày hôm nay với những cảm xúc ấy thì cha đẻ khúc này cũng đã có một nguồn cảm hứng rất là lớn để viết tiếp một bài hát tiếp theo. Dành cho Voi bản đầu thể hiện cho buổi tối ngày hôm nay. Trời ơi. Quá trời. Và điều bất ngờ thứ hai mà tôi muốn giới thiệu tất cả quý vị và hội đồng cố vấn đó chính là cha đẻ ca khúc này cũng đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Đó. Xin được giới thiệu đó chính là nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ. Bây giờ là mình đến với lại bài hát mà tác giả dành cho bản đồ ngày hôm nay. Bài hát Khóa Ly Biệt. Trời. Xin mời vào bản đồ ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được cảm ơn Voi Bản Đôn với ca khúc Khóa Ly Biệt. Xin được cảm ơn đến phần hỗ trợ vô cùng đặc biệt đến từ hai bộ môn Dancebox và Ballet. Chúng tôi được cảm ơn đó là diễn viên múa Ballet Thái Bình đến từ nhà hát giao hưởng nhạc khu kịch Thành phố Hồ Chí Minh và kiện tướng Dancebox Thảo Uyên và vũ đoàn Bước Nhảy. Xin cảm ơn các bạn ạ. Bài múa hay quá. Này Voi ơi, cái bài này là tập bao lâu rồi? Bài mới mà. Dạ, bài này em tập hơn một tuần một chút. Ừ. Cảm xúc của Voi như thế nào khi mà nhận được một bài hát rất là đặc biệt đến từ cha đẻ của khúc mà mình thể hiện rất thành công ở những vòng trước? Lúc đầu em nhận được bản demo từ bên chương trình gửi sang cho em ấy. Em chỉ có nghe một lần là em thích luôn. Dạ vâng, và em xin bên chương trình là cho em hát bài hát này. Và em cảm ơn anh Đông Thiên Đức rất là nhiều bởi vì anh đã yêu thích giọng hát của Voi từ vòng đầu tiên. Và với bài hát này thì em mong là đây sẽ là một cái sản phẩm và sau này anh em mình sẽ ngắm nhìn nó nhiều hơn nữa và em sẽ làm nó tốt đẹp hơn. Bởi vì đối với em hôm nay em làm không tốt. Nhưng mà trước khi đến với là những nhận xét và cảm xúc hoàn toàn cố vấn thì bây giờ cho phép Nguyễn Huy được hỏi cảm xúc của anh ấy sau khi mà nghe và nhìn diễn của Voi như thế nào nha. Xin mời nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ. Thực sự là Voi lại tiếp tục làm cho mình bất ngờ thêm một lần nữa. Trong vòng một tuần mà Voi làm cho mình bất ngờ cực kỳ. Cảm ơn Voi. Cha đẻ xúc động luôn đó. Đúng rồi, tại vì lúc mà Huy chia sẻ câu chuyện, anh Đông Thiên Đức vô tình nghe được bài hát Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng qua phiên bản của Bản Đôn và rất là xúc động, y như cảm xúc anh bây giờ, đúng không ạ? Xúc động thì có nhưng mà không phải khóc như Huy nói lúc nãy đâu. Trời ơi, thêm mắm dặm muối. Nhưng mà nó kinh khủng hơn cái khóc nữa Huy ơi. Kiểu như là mình đang lái xe ở ngoài đường mà có một cái luồng điện nào đó nó chạy dọc sống lưng của mình và tất cả lông tóc gì nó dựng hết lên và mình bắt buộc mình phải tấp vào lề. Mình mới vững được chứ còn kêu mà cái cảm xúc đấy mà mình lái xe nữa thì mình lái xe không vững. Nó kinh khủng như vậy. Trời sao đã vậy? Không anh ơi, mình hiểu cái này nha. Tại vì thật sự ra là khi mà một cái tác phẩm của mình á, khi anh đặt tình cảm và anh viết cái bài đó đi, vô tình có một cái người họ diễn đạt cái câu chuyện nó giống như cái câu chuyện mà mình suy nghĩ trong đầu, cái tự nhiên mình cảm thấy giống như có wifi á, nó dính vô. Tại vì chỉ có những người mà xúc cảm họ dạt vào họ mới có được những cái điều này. Cảm ơn anh Hồng. Trong bài hát vừa rồi một câu em rất là ấn tượng: thà bán đôi cánh chim nguyên để đổi lấy đôi khóa ly biệt. Anh phải bán đôi cánh chim nguyên để đổi lấy đôi khóa ly biệt, khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên. Câu chuyện của mình là như thế nào ạ? Đức thì cũng từng một lần tan vỡ trong hôn nhân ấy. Bất cứ ai tan vỡ đi ấy, thì sâu trong tâm thì họ vẫn muốn có một cái tình yêu nó hoàn mỹ. Cái người vợ hiện tại của mình ấy, thì có nói là nếu như mà ông có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ ở vậy là tôi nuôi con. Từ cái câu nói của vợ mình ấy thì mình mới nghĩ ra một cái chủ đề là khóa ly biệt. Nó khóa lại cái khoảng cách giữa âm và dương. Để mà nói về cái tình yêu thủy chung á, thì mình nghĩ đến cái đôi cánh chim nguyên. Chắc mình nghĩ không còn cái hình ảnh nào mà nó thơ và nó trượng hình như vậy cả. Nhiều người sẽ tưởng là mình bán cái đôi cánh chim nguyên đi là mình sẽ hết thủy chung. Nhưng mà bán đôi cánh chim nguyên để mà mua lấy đôi khóa ly biệt. Hình ảnh ứng dụng rất là hay. Ôi cảm ơn anh ạ. Bây giờ mình phải nghe chính sự chia sẻ của nhạc sĩ mình mới có thể hiểu ít nhiều cái nội dung bài hát. Cho nên là bạn Voi, em có một tuần để tập luyện cái sự thể hiện như thế này rồi thì không có việc gì mà em cảm thấy là trách bản thân hay là không hài lòng về phần trình diễn ngày hôm nay đâu. Đối với bọn chị ngồi đây nghe thì bọn chị cảm thấy đây là một cái phần trình diễn rất là trọn vẹn luôn, rất là chỉnh chu luôn, yên tâm. Khán giả ở đây rất yêu. Dạ. Còn nữa thì cảm ơn nhạc sĩ Đông Thiên Đức rất là nhiều bởi vì đã mang đến cho Bản Đôn một ca khúc ở rất nhiều ý nghĩa như vậy. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ cảm ơn. Qua cái câu chuyện của ổng nữa nó còn hit nữa. Dạ. Là tại vì người ta đã nhớ cái câu chuyện trong đầu rồi. À cái hình tượng thủy chung trong tình yêu là cặp chim. Giờ mình đổi đi cho tôi lấy là cái ổ khóa đi đựng ly biệt nhau nữa. Ừ. Tự nhiên ta nghe vậy cái ta nhớ trong đầu thấy không? Hay ha. Hit nữa. Thời tới cả không nổi. Thật ra đó, mình thấy là Voi làm cái gì á, ở cái Mask Singer này nó cũng dễ thương và nó cũng dễ cảm hết á. Giống như anh nói, tại sao anh nghe một bài mà anh xúc động phải tấp vô lề? Tại sao khán giả nghe cái bài của một cái ông nào đó thi Mai Ta Lấy Chồng tự nhiên cái khóc ở nhà, xúc động? Cuối cùng là cái động lại trong lòng người ta là cái gì? Thì cái đó hôm nay Voi đã làm được, nên hãy tin vào điều đó. Chị cảm nhận nha, tất cả những cái hạt mầm mà em đã gieo trong quá khứ á,
bây giờ tới lúc mà nó lớn lên và nó có được cái thành quả của nó. Ngay cả cái việc bạn ấy kể về cái chuyện bạn ấy làm cho fan bạn ấy, 3 năm sau fan bạn ấy đó, trở lại đó. Đó là những cái hạt mầm nho nhỏ bạn gieo, hay là chỉ cần một cái sự để ý của em tới fan của em, hoặc là chỉ cần một cái sự tử tế của em với một người nào đó thôi, thì những cái năm sau thành quả của em sẽ nhận lại được y chang như vậy luôn. Mà rất là cố gắng hoàn thiện giọng hát. Tôi thiệt, hát càng ngày càng tốt. Đó là cái ý thức rất là cao. Voi Bản Đôn là một trong những mascot mà thực sự là em rất là yêu thích trong chương trình năm nay. Phải nói là gần như là em kiểu chờ đợi từng vòng mà Voi đem đến cho ca sĩ Mặt Nạ Mùa 2 sẽ là những cái gì. Và cho đến cái vòng này thì thực sự em rất bất ngờ khi mà Voi chọn một ca khúc mới và từ nhạc sĩ Đông Thiên Đức nữa. Vì em biết rằng là cái việc mà mình cảm một cái bài hát mới và mình hát nó thật là hay mà chỉ có trong vòng một tuần, nó là một cái điều rất là khó. Nhưng mà hôm nay bản thân em ngồi ở đây và cũng như tất cả mọi người ngồi ở đây đều cảm thấy rất là trọn vẹn khi mà thưởng thức cái tiết mục vừa rồi của Voi, cho nên là Voi cứ tự tin vào điều đấy. Voi đã thực sự rất là thành công tại chương trình năm nay rồi bởi những cái gì mà Voi đã cống hiến qua từng vòng, nên là Voi hãy tự tin lên nhá. Thật ra thì sau khi mà nghe phần thể hiện cái ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của Voi thì là em về em nhắn tin cho anh Đông Thiên Đức. Không biết là anh Đức đã nghe cái phiên bản Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng của Voi chưa? Bởi vì đấy là một phiên bản rất là hay mà em nghĩ là anh là người nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc mà lại có một người thể hiện ra cái ca khúc của mình hay như thế thì anh sẽ rất là vui. Phương muốn nói để cho Voi biết là đấy là ca khúc đầu tiên mà Phương nghe một người hát lại mà Phương thấy hay quá. Phương phải tìm Facebook của nhạc sĩ để Phương nói với họ là anh ơi anh nghe chưa, anh hãy nghe đi vì bạn hát rất là hay. Hôm nay khi mà anh Huy giới thiệu là Voi có một sự kết hợp với anh Đông Thiên Đức thì Phương cảm thấy rất là vui, bởi vì thật sự Phương thấy là anh Đông Thiên Đức là một người mà những cái sáng tác của anh nó có rất là nhiều tâm sự, và anh cũng là một người mà rất là giỏi ở trong ngôn ngữ. Anh đưa những cái tâm sự của anh ý vào trong bài hát một cách rất là thơ, rất là lãng mạn. Và Phương cảm thấy rất là vui cho anh Đức nữa khi mà có một nam ca sĩ hát rất là hay các ca khúc của anh và còn hát một ca khúc mới của anh nữa. Chết rồi, nếu như cái kiểu này ấy mà cứ hit thế này là nó sẽ có cái series đấy. Là một series luôn đúng không anh? Nhưng mà em nghe chia sẻ của Tùng Hoàng là em nghĩ là Tùng Hoàng đặt bài của anh Đông Thiên Đức đấy. Đấy, ý đồ thế là trước hen bon men để lấy quan hệ xong rồi mình đặt bài sau. À thế à. Còn đặt bài chưa anh? Là hơi đặt tí nhẹ, dập dòm. À là cũng dập dòm cũng hương hương. Mở đầu câu chuyện vậy thôi. Thảo nào khen nhạc sĩ quá. Quá trời. Em chia sẻ rất thật là em không có nghe được rõ tất cả từng câu ở trong bài hát mà Voi Bản Đôn vừa hát. Nhưng mà nó sẽ có một vài cái từ khóa nó cứ găm vào đầu em. Có một vài cái giai điệu sau khi mà Voi Bản Đôn biểu diễn xong mà em đã la theo cái giai điệu đấy. Em nghĩ đấy là một điều rất là thành công. Và một điều nữa mà như chị Tiên vừa nói là bạn ấy đã gieo rất là nhiều những hạt mầm tốt ở trước đó, và bây giờ bạn ấy đang bắt đầu nhận được những cái trái ngọt. Em cảm thấy là cái áp lực của bạn ấy nó rất là đúng, bởi vì là bạn ấy được quá nhiều người yêu mến. Cái bản Ngày Mai Người Ta Đi Lấy Chồng hơn 140 triệu lượt views đúng không ạ? Rồi rất nhiều người khán giả ở trường quay hay là ban cố vấn đều rất là ủng hộ. Mà ngày hôm nay là điều tuyệt vời nhất, lại có cả nhạc sĩ ngồi ở đây sáng tác cho mình một bài hát riêng. Mà em nhìn thấy anh nhạc sĩ ấy, anh ấy bấu hai cái tay chặt như này này, xong anh ấy vỗ mà anh không dám vỗ mạnh, cứ như này này. Thì tức là bản thân người nhạc sĩ, người ta ngồi nghe mình hát, người ta cũng rất bồi hồi nhìn những cái đứa con tinh thần của mình lần đầu tiên được trình diễn múa đẹp như vậy, hát hay như vậy, phối khí tuyệt vời như vậy. Và tất cả những gì bạn đã thể hiện thì Chi chắc chắn rằng bạn có cả một quãng đường làm nghề rất dài để báo đáp lại tất cả những tình yêu thương đấy của mọi người. Nói hay quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành tình cảm cho Voi và Khóa Ly Việt. Wow, xin mời vị đó đang đưa Voi vào trong những giây phút ạ. Xin mời. Nghe những lời chia sẻ của hội đồng cố vấn thì Voi thực sự là xúc động. Trái ngọt mà Voi đã nhận được qua The Masked Singer chính là tình cảm của tất cả mọi người dành cho Voi. Và mọi người ơi, hãy tiếp tục yêu thương Voi và replay thật nhiều Khóa Ly Biệt nha. Bye bye.
Mở thẻ VIP tặng cặp vé The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Cho một cái tên. 16 tháng 12 này, hãy sẵn sàng trải nghiệm âm nhạc thượng hạng với siêu nhạc hội được mong đợi nhất năm. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Không gian lộng lẫy, sân khấu hoành tráng, tinh hoa hội tụ. Nghệ sĩ đỉnh đẳng cấp. Đốt cháy sân khấu. Chạm thẳng vào tim. Một đêm duy nhất. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Còn chờ gì nữa mà không truy cập vào VSAP từ ngày 3 tháng 11 để trở thành người đầu tiên sở hữu vé sớm nhất. Và chúng ta hãy cùng nhau chào đón sự trở lại sân khấu của 6 nghệ sĩ trong buổi tối ngày hôm nay. Đầu tiên chính là Bố Gấu, Cú Tây Bắc, Cún Tốc Lô, Ông Baby, Hippo Happy, và cuối cùng là Voi Bản Đôn. Vừa rồi 6 nghệ sĩ chúng ta đã trình diễn tối tiết mục vô cùng đặc sắc. Và trước khi chúng ta bước vào phần bình chọn thì Huy xin muốn được lắng nghe một lần nữa về cảm xúc của hội đồng cố vấn đã trải qua một đêm tiệc về âm nhạc quá là hoành tráng như thế này. Đầu tiên xin mời cố vấn khách mời Eric ạ. Hôm nay em rất là vui và rất là cảm ơn chương trình vì đã mời em tới đây. Không chỉ là được ngồi thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc rất là tuyệt vời của ca sĩ Mặt Nạ Mùa 2 mà lại còn được lên trên sân khấu để song ca cùng với ông Baby. Đây sẽ là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Mọi người hãy cứ tin vào những cái gì mình làm và chắc chắn là trong thời gian tới khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ tất cả mọi người. Thùy Chi thì sao ạ? Em không thích cái giây phút này. Biết là cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc chia ly, nhưng mà em tin là không ai muốn chia ly. Ai cũng sẽ có những cái điều mà muốn làm tiếp, muốn hát tiếp, muốn trải nghiệm tiếp và những điều khác. Em cũng không thích giây phút này tí nào, là bởi vì 6 màn trình diễn ở đây chắc là không cần phải ngôn từ nào để mà diễn tả hay là để ngợi khen hơn nữa. Bởi vì 6 mascot ở đây đều là những người rất là xứng đáng. Xứng đáng ở đây nhất đó là xứng đáng với lại tình yêu của khán giả dành cho các mascot. Nhưng mà nếu mà cho em được tự chọn một cái nhân vật mà em mong muốn là sẽ thấy được biến hóa đa dạng hơn, bùng nổ hơn, thì em sẽ chọn Hà Mã. Vì em cảm thấy rằng là với cái nội lực của bạn ấy thì chắc là bạn ấy sẽ còn trưng trổ nhiều hơn nữa đến với khán giả. Bích Phương ạ. Thật ra là em cũng có chung tâm trạng với Chi. Em không biết dùng từ gì ngoài từ không thích cả. Nhưng mà em cũng có chung suy nghĩ với cả Tóc Tiên. Tại vì thật ra Hà Mã với em là một nghệ sĩ có rất là nhiều tiềm năng. Và em rất là hy vọng rằng là nếu như mà được vào vòng sau và Hà Mã có một cái bài hát riêng cho chính Hà Mã thì rất tuyệt vời. Cảm ơn Phương ạ. Và cuối cùng xin mời Trinh Thành. Vòng này là một cái vòng rất là quyết định. Ai cũng muốn làm tốt nhất phần thể hiện của mình. Hôm nay với mình để nói là hai cái bài trình diễn mà mình cảm thấy là trọn vẹn nhất là Ông Baby và Cú Tây Bắc. Họ đã chơi với âm nhạc và họ sống trong cái khoảnh khắc đó một cách nồng nàn. Những người còn lại mình biết ai cũng rất là nghệ sĩ, đều là những người sống rất là cảm tính. Chính vì cái sự cảm tính đó cho nên đôi chỗ nó không hài lòng theo ý họ thôi. Mọi người đừng quá quan trọng là hôm nay mình hát có vấn đề gì hay không, mà thật sự mình thấy là 6 người ai cũng đã sống rất là trọn vẹn với cảm xúc của mình ở trên cái sân khấu này. Cho nên là nếu như có ai chia tay, tôi biết chắc là người ta tiếc thì có tiếc đó, nhưng mà người ta sẽ không có buồn. Là bởi vì ít nhất mình đã rất là enjoy cái moment ở trên cái sân khấu rồi. Thưa quý vị, trong một hành trình tìm ra quán quân của The Mask Singer ca sĩ mặt nạ mùa thứ hai, thì ngân hàng quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và bên cạnh đó thì chủ nhân của chiếc cúp tai vàng cũng sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 100 triệu đồng đến từ nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và mặc dù biết là hội đồng cố vấn cũng như khán giả đều không thích phút giây này tí nào cả, nhưng luật chơi vẫn luật chơi, chúng ta vẫn phải bắt đầu đến với giây phút căng thẳng nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời hội đồng cố vấn hãy bình chọn ạ. 5 4 3 2
1. Hết thời gian bình chọn. Xin mời khán giả trường quay bắt đầu bình chọn ạ. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết thời gian mình chọn. Cảm ơn khán giả. Và bây giờ chúng tôi xin nhận ít phút để cập nhật kết quả cuối cùng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hiện tại trên tay của Huy đang là kết quả lượt bình chọn từ hội đồng cố vấn cũng như khán giả tại trường quay. Và chúng tôi sẽ xin phép được chia 6 mắt cốt làm hai nhóm: nhóm an toàn và nhóm nguy hiểm. Đầu tiên chúng tôi xin được mời voi bản đôn hãy đổi vị trí với cú Tây Bắc ạ. Xin mời ông Baby đổi chỗ với cuốn tóc lô. Trời ơi, kế bên đổi gì đó. Và bây giờ xin mời cú Tây Bắc đứng nguyên ở đó. Thưa quý vị, và chúng tôi xin được công bố nhóm an toàn. 3 tấm vé đầu tiên đã thuộc về nhóm an toàn đầu tiên đã thuộc về ông Baby, voi bản đôn và bố gơ. Và chúng tôi sẽ công bố lượt bình chọn dành cho nhóm an toàn trước. Ông Baby sở hữu phần trăm bình chọn cao nhất là 31.07%. Đứng thứ hai đó chính là voi bản đôn nhận được 25.24% lượt bình chọn. Và bố gấu nhận được 14.56% lượt bình chọn. Chúng ta còn 2 tấm vé và tôi sẽ thông báo là phần trăm lượt bình chọn của 3 mascot còn lại không cách biệt là bao, chỉ 1% mà thôi. Chúng ta còn 3 nhân vật: Cool, Tóc Lô, Hippo Happy và Cool Tây Bắc. Và chúng tôi rất tiếc, Cú Tây Bắc sẽ phải ở lại với chúng tôi. Chúc mừng Cú Tây Bắc đã nhận được tấm vé an toàn thứ tư ạ, với phần trăm lượt bình chọn là 12.62%. Chúng ta có 2 lượt phần trăm bình chọn là 8.74% và 7.77%. Quý vị sẽ muốn gặp gỡ là ai ạ? Và tấm vé cuối cùng đã thuộc về Hippo Happy! Hippo Happy! Hippo Happy sở hữu lượt bình chọn là 8.74% và Cuốn Tóc Lô sở hữu phần trăm lượt bình chọn là 7.77%. Như vậy nhân vật sẽ phải lộ diện trong buổi tối ngày hôm nay đó chính là Cuốn Tóc Lô. Và chúng tôi xin mời Bì Đỏ Đen hãy dìu các mascot vào trong để chúng ta đến với phần lộ diện của Cuốn Tóc Lô ạ. Chúng tôi đã biết chị là ai.
sai. Nhưng khi mà chúng ta có ấn tượng đầu tiên về chị, viết đúng hay sai ạ? À? MC à, nên thay đổi lại thái độ nói chuyện với chúng tôi trong thời điểm này. Wow. Nga, anh chỉ cần thay đổi thái độ nói chuyện của anh với Tiên với anh Thành là được rồi. Còn em, anh cứ giữ nguyên thái độ đấy với em. Em này là thứ tự tin như vậy. Thôi, xin mời Rico Bling Bling hãy mang phong thư của hội đồng cố vấn ra. Wow, xin chào Rico Bling Bling. Rồi, cảm ơn Rico Bling Bling ạ. Hãy đọc to của nghệ sĩ Bích Phương đầu tiên. Ừ, đọc Phương. Tôi sẽ giữ thái độ như thường lệ. Nhưng mà đầu tiên mình đến với lại cố vấn khách mời đi. Đó là ca sĩ Bảo Anh. À, dài nha. Dài là sai rồi đó. Hát quá hay. Mà không nghĩ ra nè. Sau đó có ghi chữ cha cha cha. Chị Hồng Ngọc. Và đoán là chị Mỹ Lệ. Cha cha cha. Ơ kìa, Bích Phương. Bích Phương đã điền vào trong phong thư của mình rất là ngắn gọn, rõ ràng, ca sĩ Thanh Hà. Trời à, không, cái giọng trầm khàn. Trời ơi, còn bây giờ cặp sanh đôi. Thái độ nào? Điều đồng lòng. Nhưng mà như anh Thành ghi sai chính tả sao? Cái gì? Cái chữ đó không thể nào sai chính tả được. Lương lẹo. Đó chính là ca sĩ Ngọc Anh. Còn chúng tôi rất là tò mò muốn biết là kết quả dự đoán của hai cô khách mời ngày hôm nay là ai ạ? À? Em có theo dõi các vòng trước của chị Cuốn Tóc Lô thì ở cái vòng đầu tiên thì cái tên trong đầu em là ca sĩ Sophia. À. Và đến ngày hôm nay thì em lại thay đổi cái tên. Tại vì em nghĩ rằng là cái người này là một cái người mà đúng với chị Cuốn Tóc Lô nhất. Và cũng là một người mà mẹ em rất là ngưỡng mộ, là chị Ngọc Anh ạ. Lần sau để dễ hơn cho em ấy thì em chỉ việc đọc comment trên mạng. Thế cô Chi thì sao ạ? Em thì chắc chắn là nếu em có là cái vị khách mời của cái vòng đầu tiên đấy thì em cũng sẽ đoán đúng như thế thôi. Chị Ngọc Anh, một chữ thôi là em đã nhận ra rồi. Wow, vâng. Giá như những nhân vật trước cũng có tự tin như vậy. Nhưng đó là phỏng đoán thôi mọi người. Xin mời vị đó đen hãy giúp chúng tôi hỗ trợ cho phần lộ diện của Cú Tóc Lô ạ. Xin mời khán giả trường quay hãy hô to khẩu hiệu cùng tôi ạ. Mở ra, mở ra, mở ra, mở ra, mở ra. Dung mạo là cũng có anh Trần Thanh Duy trong đó đó nha. Chú cũng bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ôi dồi ôi. Đã từng làm minh tinh nặng bạc. Hơn 10 giải thưởng lớn nhỏ. Trời ơi, không nhẽ Lý Nhã Từ. Rất thần thái. Đó là ai đây ạ? Và đó là ca sĩ Ngọc Anh. Ngọc Anh. Wow, như vậy là với kết quả này thì chúc mừng hai cố vấn Tóc Tiên và cố vấn Trứng Thành được cộng 1 điểm. Cố vấn Bích Phương xém may mắn. Vâng, nói chung là chào mừng chị yêu đến với The Mask Singer. Phải nói là rất cảm ơn các bạn. Các bạn đã nhận ra mình. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì các bạn vẫn nhớ đến tiếng hát của mình mặc dù là mình đã đi rất là lâu rồi. Nếu mà để xuất hiện trên truyền hình hay là một cái public rõ ràng ấy thì là Ngọc Anh đã không còn xuất hiện khoảng 20 năm. Wow. Đây là lần chính thức trở lại một cách coi như là có một cái sự đầu tư trong âm nhạc cũng như là có được cái sự cẩn thận từng bước. Mặc dù là ngay sau cái mùa 1 ấy, bên ban tổ chức đã mời và nói thật là Ngọc Anh đã từ chối. Và đã yên tâm rằng là sẽ không bao giờ phải đeo cái bộ đồ đấy nữa bởi vì thật sự là Ngọc Anh nhìn cái mùa 1 ấy, Ngọc Anh thương các bạn lắm. Ngọc Anh cảm thấy là tại sao các bạn phải hy sinh quá nhiều như vậy. Nhưng mà tuyệt vời, cái mùa 1 phải nói là xem mà thấy yêu chương trình, yêu ban nhạc,
yêu tiếng cười của Tiên, yêu những cái lời nói của Thành và yêu các bạn trẻ nữa. Rất là yêu Hy, yêu lắm. Cảm ơn chị. Nhưng mà tại sao chị lại từ chối nhỉ? Bởi vì là mình đã đi quá lâu rồi. Cuộc sống bên kia, chồng con, rồi bố mẹ. Và nói thật là còn một chú cún đã rất là lớn tuổi rồi. Chắc chỉ vài tháng để ở với mình mà cảm thấy là mình đi xa lâu quá, mình bị thương. Và mình lại cứ nghĩ là thôi thì mình chưa đủ cái sức để lấy được cái mùa 2 thì hay là thôi cứ từ từ rồi mùa 3, mùa 4 cũng được. Thế nhưng mà các bạn tiếp tục thuyết phục thì là mình siêu lòng. Bởi vì mình cũng nghĩ thế này, Ngọc Anh rất trân trọng về thời gian. Nếu mà bây giờ chờ thêm nữa thì liệu cái sức khỏe của mình còn không này, tiếng hát của mình vài năm nữa nó có vấn đề thì sao, ví dụ thế chẳng hạn. Hoặc là mình cũng nghĩ là thôi thế thì mình sắp xếp. Thật sự là lần nào chương trình cũng là vừa mới bay về hôm trước hôm sau là tập cái là hát luôn như thế này đấy. Cho nên là rất rất là mệt. Nhưng mà thật sự là Ngọc Anh đến giờ phút này là toại nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Những bài hát mà Ngọc Anh hát trong cái mùa này là những cái bài mà mình chưa bao giờ nghe cả. Nhờ The Masked Singer mà Ngọc Anh biết đến nhạc trẻ bây giờ hay quá. Các bạn sáng tác hay quá. Giống như là mình ở một cái thời ở đâu ấy, mình trở về vậy đó. Cảm ơn chương trình đã cho Ngọc Anh được trở về một cách mỹ mãn. Mặc dù là con đường mình không phải là tới đích mọi người nghĩ, nhưng với mình lúc này nó đã là một cái điểm mà Ngọc Anh thấy nó rất là đẹp rồi. Đủ cho mình được những cảm xúc yêu thương và làm cho mình cảm thấy mình trẻ lại như thời ba A. Vâng ạ, nhắc tới nhóm nhạc ba, làm những nhóm nhạc mà sẽ làm mưa làm gió thập niên 90, một ca khúc mà em nghĩ là bất kỳ ai cũng thuộc hết, đó chính là bài hit quốc dân Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Một cái bài mà 20 tháng 11 mọi người phải tranh nhau đăng ký trước chứ không ngờ là lớp khác đăng ký nó thi. Và mỗi lần mà mình chia tay thầy cô trường lớp và nghe bài hát này là lệ rơi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại một số có manh mối cho khán giả được hiểu thêm về ca sĩ Ngọc Anh. Đầu tiên đó chính là hình tượng cuốn tóc lô. Nè em biết vì sao chị Ngọc Anh chọn cún à? Dạ sao Tiên? Chị Ngọc Anh có bé cún mà chị thương, mà thương như một đứa con thứ hai của chị Ngọc Anh vậy đó. Chị yêu nó lắm. Thương lắm. Có những lúc trong gia đình mọi người cứ bảo là sợ Ben còn ghen, và tại sao mẹ thương em nhiều thế. Phải nói là Ngọc Anh không biết là lý do gì nhưng mà rất là yêu chó. Bất cứ một con chó nào nó đi ngang qua mình cũng cảm thấy là mình muốn ôm nó, mình thương nó. Chắc kiếp trước làm chó thật đấy. Trong dàn cố vấn chắc em là người phải gọi là khó khăn lắm để mà giả vờ như không nhận ra chị. Bởi vì Tiên với chị Ngọc Anh biết với nhau khi mà hai chị em bắt đầu sự nghiệp ca hát bên hải ngoại á, là xuất hiện cùng lúc với nhau luôn. Thành ra là có rất là duyên nợ. Chị Ngọc Anh là một người mà một thời gian giống như là một người chị thứ hai của mình, là biết rất là nhiều những cái câu chuyện cá nhân gia đình của em như thế nào, và cũng đưa cho em rất là nhiều lời khuyên như một người chị, một người dì, và rất là hay rủ qua nhà nấu ăn, và đặc biệt luộc gà rất là ngon nha mọi người. Thôi em cũng nhớ hoài luôn. Cho nên là chỉ cần hai nốt đầu tiên, hai chữ đầu tiên thôi là em nói chị của mình đây rồi. Phải nói là nụ cười của Tiên đã làm cho chị rất là nhớ, và được gặp em ở đây đấy là một cái kỷ niệm sẽ rất là đẹp, sẽ mãi mãi đi theo chị. Với lại có một cái câu em chuyển lời thôi, có một người cũng nhận ra chị ở nhà và người đó cũng có nhờ em là nếu gặp chị thì phải nói đó là chị Thu Minh rất là yêu tiếng hát của chị. Cảm ơn Thu Minh. Ngay tập 1 thôi Thu Minh nhắn đừng bao giờ cãi nữa nha. Đừng giả bộ không biết nhé. Đây là Ngọc Anh, một người giọng hát rất đặc biệt và thêm một người nhắn nữa đó. Chị Hà Trần nhắn em. Nhắn em rất gọn gàng, rất rẽn, cuốn tóc lô 2. Ngọc Anh. Đó là chị Hà Trần. Và Hà Trần nói với em vậy phải không? Dạ đúng rồi. Còn Hà Trần nói với anh là thầy ngồi làm gì làm nhá, nhớ bình chọn cho cuốn tóc lô nhá. Cuốn tóc lô là làm được nhiều điều bùng nổ lắm đấy. Để mà có được những cái điều như chị ấy, một cái giọng hát đó, một cái tư duy âm nhạc đó, là nhiều người người ta chỉ thèm được có nó chừng chắc 1 tháng thôi, người ta đi làm thì tướng cái nư của người ta, còn không có. Đúng như Thành nói, bởi vì sau chương trình này mình mới lại càng thấy được là không ngờ rằng là mình còn quá nhiều những cái năng lượng và những cái mà mình chưa bao giờ biết là mình có, mà mình tự mình bảo wow, hóa ra mình cũng giỏi phết nhỉ. Em hy vọng là Ngọc Anh của The Masked Singer là như một cái cú tái sinh, và chị sẽ bắt đầu yêu thương trở lại, bắt đầu hạnh phúc trở lại với tất cả những gì nó đang tồn tại, đang xảy ra, và bắt đầu ra nhạc mới, bắt đầu làm một album mới của mình. Tại vì rất nhiều người còn yêu thương chị và người ta chờ cái sản phẩm mới đó thôi. Ngọc Anh mong đúng như Thành nói, bởi vì đang rất vui là chuyện gia đình cũng đã ổn định hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là bây giờ sẵn sàng để mà bay nhảy
khắp nơi. Cho nên nếu như sau chương trình này, thật sự nếu mà được khán giả yêu thương, được mọi người đón nhận thì chắc chắn rồi, Ngọc Anh mong sẽ được cống hiến một lần trọn vẹn nữa trước khi mà... Vừa rồi có một cái hình mà em thấy rất là thú vị, đó chính là một người fan 2 thập kỷ. Thì bây giờ em muốn chia sẻ thêm là người fan hiện tại có phải là đang đồng hành cùng với chị hay không ạ? À? Nếu mà không có người bạn này, Ngọc Anh đã không hát nhạc Phú Quang. Nếu không có bạn này, Ngọc Anh chưa chắc đã tham gia chương trình này. Bạn là người luôn luôn cho Ngọc Anh những cái lời để biết rằng là mình vẫn còn nhiều năng lượng trong công việc. Sau khi rời 3A xong, mình cũng đã định là chuyển một cái nghề nào đó khác. Các bạn cũng biết, những năm 2000 ấy, âm nhạc rất là khó khăn. Nhất là mình là người ở Bắc nữa. Và lúc đấy lại mới sinh em bé nữa. Cho nên là để trở lại một con đường solo nữa, thì mình cũng không biết đi như nào cả. Tưởng như là mình đã chuyển nghề rồi. Thì không ngờ là người bạn này là một người fan từ lâu rồi mà mình không bao giờ biết cả. Thời đó không có video chat như bây giờ, không nhìn thấy mặt. Chỉ một cú điện thoại thôi mà đã gọi Ngọc Anh. Sau ngay 1 tháng, Ngọc Anh cùng cả gia đình đi vào Sài Gòn. Và lúc đấy mới nhìn biết là bạn đấy là ai. Và bạn đấy là người đã biên tập, bỏ tiền ra, lo cho mình làm album đầu tiên Phú Quang. Wow. Và người đó vẫn theo Ngọc Anh, thương Ngọc Anh, động viên Ngọc Anh, thúc đẩy Ngọc Anh cho đến giờ này, mọi lúc, mọi nơi. Mỗi khi Ngọc Anh trở về Việt Nam, người đầu tiên mà Ngọc Anh muốn để mà nghe là Ngọc Anh đã tốt chưa thì chính là bạn ấy, Nguyễn Chí Lực. Một người tri kỷ, đúng nghĩa. Thật sự là tri kỷ. Cuộc đời này, kiếp này, mình hát như là cho bạn ấy. Bởi vì mình hát bài nào bạn ấy cũng yêu, bạn ấy cũng phê, bạn ấy cũng ngồi. Giống như là kiếp này bạn không hát được. Cho nên bạn ấy dồn hết tất cả tình yêu trong âm nhạc cho mình. Rất cảm ơn là đã cho mình có một cái thời gian để chia sẻ như vậy. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ mà nói tới nhạc Phú Quang á, chỉ là một trong những ca sĩ thể hiện rất là thành công. Thì chắc mình nên có một cái gì đó gọi là... hồi tưởng. Mang kỷ niệm trở lại đi chứ nhở. Điều giản dị. Đúng không chị? Ôi bài đó là bài nổi cực kỳ qua giọng chị Ngọc Anh. Ngoài bài hát Tiên Cầu, em cũng rất là mong muốn được nghe lại ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Đúng rồi. Xin được yêu cầu 2 bài ạ. Khoan cho em yêu cầu bài được không ạ? Có một bài hát này mà em nghe chị Ngọc Anh hát trong suốt những cái năm tháng mà em nằm ở ký túc xá trời nóng ở nhạc viện ấy, thì có một bài hát là Chỉ Là Giấc Mơ, em nghe đi nghe lại. Chỉ Là Giấc Mơ. Và em có thể xin chị hôm nay hát lại cho em được trở lại thời gian ấy một lần được không? À, để tôi nỗi nhớ mùa đông nhé. Nếu mà các bạn cứ yêu cầu như này chắc làm live show cho mình đi. Nhưng mà bây giờ chắc trước thì phải hát bài Quốc Dân trước đi. Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Yeah. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ai sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi chuyện xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Giờ vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi là...
lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Kỷ niệm xưa. Hay quá. Hay quá cái vậy? Này là đúng là bài hát quốc dân đời đầu đó. Đúng rồi. Thấy cái này là muốn chạy lại ký tên rồi đó. Là nước mắt vàng giụa luôn rồi đó. Hay quá vậy ta. Qua cái bài hát này á, là cũng cho Ngọc Anh được cảm ơn những cái lời mà các bạn ở trên các trang mạng đã nhận ra Ngọc Anh 3A. Hay quá chị. Em xin được yêu cầu bài Điều Giản Dị để chiều lòng tất cả các bạn. Bởi vì sau chương trình thì mình lại cũng lại bay đi mất tiêu rồi. Không biết bao giờ sẽ gặp lại các bạn. Sẽ lại hội ngộ và chia ly. À đúng rồi. Thế thì chắc là phải hát nguyên cả câu đấy quá nhỉ. Nguyên ơi chị ơi, phải nguyên cả câu. Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế. Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm mịt mùng lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người, mặt đất quá hoang vu. Người yêu ơi, đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi diêu kỳ là tình yêu chúng ta, và ta biết một điều thật giản dị, càng xa anh em càng thấy mascot khác á, thường khi mà họ đeo cái mặt nạ thì họ sẽ được thể hiện một cái phần nào đó, giống như Chi đã từng trong mặt nạ là Chi được bung xõa cái con người mà Chi chưa bao giờ show ra cho khán giả. Nhưng mà em cảm thấy điều ngược lại đối với chị Cún, tức là khi chị Cún tháo mặt nạ ra thì đây mới đúng thực sự tiếng hát chạm đến trái tim á, nó sẽ làm cho những cái thổn thức nó được trào dâng liền luôn á. Hay quá, cảm ơn các bạn. Và cái bài hát mà Thành yêu cầu ấy là cũng là một cái bài hát mà ban tổ chức cũng rất là thích, của nhạc sĩ Phú Quang. Đây cũng là một cái bài hát mà muốn mọi người đón nhận tiếng hát của Ngọc Anh. Và cảm ơn Sài Gòn, nơi đây đã đón tiếng hát của Ngọc Anh từ 20 mấy năm trước. Nhờ vậy mà Ngọc Anh đã có những cái album của nhạc sĩ Phú Quang ra đời. Đó là bài Nỗi Nhớ Nỗi Đông. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, vừa như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành du lòng mình vậy, vừa như wow.
sao ơi, cho em bài chỉ là giấc mơ ạ. Còn yêu cầu nữa kìa, đúng cái điệp khúc thôi. Tại vì bài chính là còn chưa có đây này, bài cả lộ diện là còn chưa được hát. Tôi không sao đâu ạ, tôi không sao đâu ạ, chị ơi. Vì anh chưa tới ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười ánh sáng bờ môi biển sâu, đời em ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở tình yêu, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ. Nụ cười ánh sáng cảm ơn em, chứ bài này hay lắm đấy. Hay quá. Xin lỗi, bất ngờ quá, nhiều năm quá rồi không nghe. Mầu điểm không có nhân. Cái bài này đi diễn ăn nè. Thưa quý vị, hòm thư bài hát yêu cầu chúng tôi xin phép đóng lại tại đây. Chưa một mascot nào mà lộ diện một cái live show vậy trơn rồi. Mà chủ đề của hôm nay luôn, mascot và những fan cuồng. Đó, sao đây, fan cuồng. Nhưng mà một điều đặc biệt nữa, chia sẻ hoạt động cố vấn mà khán giả được biết luôn, đó chính là Ngọc Anh có một tài năng nữa là sáng tác. Yeah. Và ngày hôm nay, bài hát mà nãy giờ chị Ngọc Anh muốn chia sẻ đó là một cái bài hát lộ diện, đồng thời cũng là một sáng tác của chị Ngọc Anh luôn. Phải nói là rất đắn đo để chọn một bài lộ diện. Nhưng mà mình muốn lợi dụng cái giây phút này, lợi dụng chương trình và lợi dụng ban nhạc. Và mình đã chọn một bài hát mà nó giống như là đứa con mình sinh ra mà mình bỏ rơi nó. Bởi vì mình đã phải đi theo guồng quay của âm nhạc. Mọi người yêu cầu nhạc Phú Quang quá nhiều, biết bao nhiêu các tác giả khác mình cũng phải hát. Trong khi bài của mình thì thợ nhiều bao nhiêu là mình không được hát. Cho nên hôm nay rất mong được mọi người đón nghe xem là nó thế nào. Bởi vì là cũng nhiều năm rồi chưa được hát lại bài hát này. Đã sáng tác của nó là 23 năm, là sáng tác năm 2000. Lúc đó là đang mang bầu. Hát tác tận 23 năm và năm 23 mới hát à? Đấy, không biết là thế nào, khổ chưa? Khổ chưa, hát thôi. Vâng. Thử nhá, chúng mình thử nhá. Vâng, xin mời chị ạ. Giận hờn nhau để yêu rồi quên, giờ xa nhau mỗi người một nơi. Chuyện yêu đương ai còn nhớ chăng? Đừng hận trách khi tình đã mất, hình bóng cũ ai đành quên lãng. Mỗi người một nơi, chuyện yêu đương ai còn nhớ.
Trời ơi, hay quá. Hay dám ăn. What if the wind could spread chị ơi, chị tôi. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no chị walls. Nhớ chị. Vâng, em ôm chị cái. Maybe the birds will sing that you're. Và một lần nữa thay mặt cho ekip của chương trình The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ bạn nào mùa 2 gửi đến chị Ngọc Anh lời cảm ơn chân thành nhất vì đã dành thời gian và hóa thân vào nhân vật cuốn tóc lô của mọi tụi em và một tiết mục lộ diện hơn có tuyệt vời. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Hy vọng là chúng ta sẽ còn hội ngộ nhau những buổi live show, đặc biệt là đêm concert chúng ta nữa. Yeah. Khán giả đang ngóng chờ đó thưa quý vị. Nguyễn Kiên Huy xin được thông báo một tin vui, đó chính là The Masked Singer All Star Concert sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tại SECC, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Chỉ một đêm duy nhất, concert sẽ chính thức mở bán vé tại vshop.vn ngay sau tập phát sóng này. Chương trình The Masked Singer Việt Nam của Thiên Nam mùa 2 do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện, được phát sóng lúc 21 giờ tối thứ 6 trên kênh HTV2. Quý vị hãy cùng với chúng tôi tải ngay siêu dụng giải trí Vion để được xem trọn bộ The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2. Vion là siêu dụng giải trí để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và cùng chúng tôi phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đã từng đối tác truyền thông chính thức của chúng tôi để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Và cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Plank, bia vị chất mở bất ngờ. Và xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của chương trình The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và xin được cảm ơn nhãn hàng thời trang đường phố Dirty Coin đã hỗ trợ trang phục giấu mặt cho các mascot chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối thứ 6 tuần sau. Chẳng biết ai kể tên gì. Tuần sau top 5 lộ diện với những màn tranh tài đầy kịch tính. Nhà hàng nhẹ nhẹ thôi là bố gấu hát song ca với lại một diva Thanh Lam. Chị Thanh Lam, chị Thanh Lam. Mà nghe xong rồi tụi em chỉ biết quay qua nói với nhau là hit nữa rồi. Và quan trọng bài này không những là bài hit không nữa, mà sẽ là bài hit luôn cả cái bảng karaoke. Lần đầu tiên em nghe ông chơi rap luôn. Ờ. Thiếu ke đầu nữa là nó hoàn. Ke xuống là cũng đầu. Tôi không biết là Voi sáng tác cái bài này vào thời điểm nào. Và tự nhiên hôm nay với cái The Masked Singer thì lại hát cái bài này thăng hoa. Nó gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Em cũng có kể cho Hip Mo Happy bài này giống như là phần 2 của Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu vậy. Và để tiếp nối một cái bài hát mà nó đã có thành công quá lớn như thế, em nghĩ đây là một cái áp lực rất là lớn đối với bạn. Hôm nay bạn đã làm rất là tốt. Cảm ơn Hip Mo Happy rất là nhiều. Mười điểm, mười điểm. Hôm nay đúng nghĩa là 10 điểm không nhưng nha. Cú phải vào chung kết. Cùng loạt tình huống chấn động và khó đỡ. Phải không? Em thích bài nào của anh? Là bài Ngủ Một Mình của anh. Có thích lộn anh không? Em cái anh mà em thích cao không? Chối gì nữa giờ? Sao? Hiện ra khơi được chưa? Nói chung là cũng dễ thương nhưng mà chưa có đủ làm cho em quên đi Bích Phương. Chưa có đủ làm cho em quên đi Bích Phương. Khoan, chừng là 2 giây. Cái mối quan hệ này phức tạp quá. Em không biết phải nói như nào. Em bị bất ngờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sao bà gan vậy? Sao bà dám quẹt anh Trung Quốc của tôi? Ủa? Tôi chứ bà. Đúng rồi. Tôi chứ. Trời ơi. Cho nói một tiếng công bằng đi, có đúng hay không? Cứu tôi, cứu tôi. Ui, tôi thấy một làn khói bay lên rồi. Ai sẽ là nghệ sĩ tiếp theo phải cởi mặt nạ? Đón xem tập tiếp theo của ca sĩ mặt nạ mùa 2 sẽ được lên sóng vào lúc 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Hoa Phương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VOON.